phía dưới bức tranh có một bồ đoàn được bệnh bằng sợi vải đay thô, tựa hồ thường xuyên được sử dụng, phía trên tổn hại có chút nghiêm trọng. Bên trái chính đường có một căn phòng, bên trong bầy biện một chiếc giường dài từ trúc, trên giường đặt một bàn nhỏ hình vuông, phía trên để một ngọn đèn đã tắt, cùng một bộ ấm trà chén trà màu đen. Ngược lại phía bên phải có một thang lầu hình xếp, thông lên tầng 2. Phía trên tầng 2, hai người Hàn Lập tìm được ba cái tủ chứa đồ, phía trên đều có cấm chế phong cấm. Hai người phá giải từng cấm chế, sau khi nhìn thấy mừng rỡ không thôi. Tủ thứ nhất chứa đựng đại lượng linh dược cùng linh tài, trong đó không thiếu một ít dược linh mấy chục vạn năm trở lên như hỏa văn linh chi cùng ngọc tủy hoàng tinh, ngoài ra còn có đại lượng thiên hà tinh sa, băng phách hàn tinh cùng cửu dương toại thạch. Những thứ này chỉ là những loại hàn lập có thể nhận ra, ngoài ra còn có nhiều tài liệu hắn chưa từng nghe hay nhìn thấy, hẳn là tài liệu luyện chế đan dược cao cấp cùng pháp bảo. Hàn lập cũng không khách khí, thu toàn bộ những tài liệu này vào vòng chữ vật. Ở tủ thứ hai, bọn hắn phát hiện mười mấy cuốn bí tịch công pháp trong đó chỉ có số ít là công pháp cao dài thích hợp tu sĩ nhân tộc tu luyện mà tuyệt đại đa số là công pháp dành cho yêu tộc cùng những dị tộc khác tu luyện hàn lập lật xem sơ qua cũng không kiểm tra cẩn thận bây giờ hắn đang tu luyện mấy quyển công pháp thời gian và luyện thần thuật đã đủ bận rộn lắm rồi không rãnh để đi suy nghĩ về công pháp khác giải đạo nhân ngược lại chọn ra một bộ công pháp tên là lôi bộ chính pháp từ trong đó thỉnh cầu hàn lập đưa cho gã đối với chuyện này hàn lập tự nhiên không cự tuyệt cất kỹ những công pháp này, sau đó Hàn Lập tiếp tục mở ra tủ thứ ba. Không ngoài sở liệu, tủ này chứa đựng pháp bảo tiên khí, thoạt nhìn linh khí tỏa ra bốn phía, chỉ là có chút tổn thương nhiều hoặc ít. Bên trong có một thanh trường kiếm sáng như tuyết, chất liệu rất tốt, có lẽ từng là một kiện hậu thiên tiên khí uy năng không tầm thường, nhưng có một vết rách hẹp dài kéo dài từ thân kiếm đến mũi kiếm, khiến cho giá trị giảm đi cực lớn, nhìn thấy Hàn Lập nói đáng tiếc, đáng tiếc. Không thôi, chân linh cự thử kia dựa vào nhục thân đã mạnh, đủ để đối cứng với tiên khí, vì thế hơn phân nửa là khinh thường không sử dụng pháp bảo tiên khí, bảo vật cất giấu trong này có lẽ đều là chiến lợi phẩm của nó a. À. Dưới đáy tủ này, Hàn Lập còn phát hiện một túi chữ vật màu xám, sau khi luyện hóa mở ra, phát hiện bên trong chứa mấy chục miếng tinh thạch thông suốt, tiên linh lược ẩn chứa trong đó vô cùng tinh thuần, rõ ràng là mấy chục miếng tiên nguyên thạch trung phẩm. Đột nhiên lại có nhiều tiên nguyên thạch trung phẩm như vậy, vật này rất khan hiếm, ở Bắc Hàn tiên vực nhiều năm như vậy cũng không thấy qua mấy lần hàn lập vui mừng nói độ khó cô động tiên nguyên thạch trung phẩm vượt xa so với tiên nguyên thạch bình thường tự nhiên tu sĩ tầm thường không thể làm được ở bắc hàn tiên vực chỉ sợ thái ất ngọc tiên cũng không có mấy tự nhiên khó có thể gặp giải đạo nhân nói như thế đừng nói bắc hàn tiên vực chỉ sợ là ở hắc sơn tiên vực này cũng chỉ có một ít tông môn cỡ lớn mới có một ít nhưng đều cất giấu như bảo bối sẽ không dễ lấy ra sử dụng hàn lập gật đầu nói sau đó Hàn Lập lại kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới toàn bộ trúc lâu, thấy không bỏ sót cái gì liền dẫn giải đạo nhân ra ngoài từ trúc lâm. Bàn tay hắn vung lên, một mảnh thanh quang mở ảo hiện lên, mười mấy khôi lỗi cự viên hiện ra. Dưới sự chỉ huy của Hàn Lập, những khôi lỗi này có con đi vào rừng chém lấy tử trúc, có con vào rừng chặt cây cối, có con đào đá trên mặt đất, không lâu sau liền tạo thành một mảnh đất trống lớn vuông vức. Đợi những khôi lỗi này dùng cây cối chặt được và tử trúc chế tác thành hàng rào vây quanh mảnh đất trống này. Hàn lập mới bắt tay vào bố trí cấm chế pháp trận xung quanh hàng rào. Hắn bố trí một tòa pháp trận đơn giản thu nạp hội tụ linh khí về bên này, cho nên rất nhanh liền hoàn thành. Sau đó, hắn lại phất tay lấy ra hai thùng linh dịch lớn lúc trước đã điều phối nhưng chưa kịp sử dụng, giao cho hai đầu khôi lỗi cử viên để bọn chúng đổ linh dịch dần dần vào đất trong dược viên. Đất này muốn hấp thu linh dịch chuyển thành linh điền thích hợp cho thảo dược sinh trưởng, còn cần thời gian trăm năm, chúng ta không nên tốn thời gian ở đây, nên đi ra ngoài thôi hàn lập nhìn khôi lỗi bận rộn trong dược viên một chút nói dứt lời tâm hắn vừa động đưa tay bấm một cái pháp quyết quang môn màu bạc lúc trước lơ lửng ở ngoài rừng cây đột nhiên trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện trước người hắn quang môn là điểm kết nối không gian hai nơi lúc chủ nhân động thiên pháp bảo ở bên trong không thể nào đóng lúc trước hàn lập đi theo cảnh dương thượng nhân bước vào động thiên ngư chi cũng không để ý lần này bản thân bước vào động thiên hoa chi mới chú ý tới hơn nữa quang môn này chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể tùy ý mở ở bất kỳ chỗ nào trong động thiên sau đó hắn và giải đạo nhân lần lượt bước vào quang môn cùng trở về động phủ đứng bên trong mật thất tay hàn lập nắm chặt đoạn ngọc cốt kia quay đầu nhìn lại quang môn màu bạc đã biến mất không thấy gì nữa hắn cúi đầu nhìn động thiên chi bảo tên là hoa chi này lông mày hơi nhíu lại nhưng trên mặt lộ vẻ vui mừng cuốn lôi bộ chính pháp kia ta cảm thấy rất hứng thú nên về trước tham khảo một chút giải đạo nhân ở một bên nhìn một màn này sắc mặt như thường mở miệng nói ra cũng tốt hàn lập gật đầu nói đợi giải đạo nhân trở lại gian mật thất của gã hàn lập cũng trở về mật thất của mình khoanh chân ngồi xuống trong tay hắn cầm đoạn ngọc cốt kia vuốt ve nhẹ nhàng trong đầu vẫn đang suy nghĩ đến công pháp bách mạch luyện bảo quyết đã lâu rồi không tu luyện đoạn ngọc cốt này kích thước có vẻ hơi lớn bất kể là chế thành mặt dây chuyền hay là vòng cổ mang theo cũng có nhiều bất tiện mà trong đó ẩn chứa không gian khổng lồ Hàn Lập cũng không dám tùy tiện để vào trong vòng chữ vật. Sau một phen tư lượng, trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên linh quang. Nếu cự thử kia có thể luyện hóa vật này thành một đoạn xương đuôi của nó, như vậy mình cũng có thể làm giống vậy. Trước đây mình đã tu luyện Bách mạch luyện bảo quyết không phải xuất xứ từ Bách Tạo Sơn sao, cự thử này có lẽ cũng dùng loại thủ pháp đó. Trong lòng đã định, Hàn Lập không do dự chút nào, lúc này bế quan tu luyện Bách mạch luyện bảo quyết. Thời gian nhoáng một cái, lại qua hơn 30 năm. Chân núi phía bắc phủ Vân Sơn mạch, bên trong một mảnh núi rừng không người, một đạo kiếm quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, chung quanh bao phủ một tầng điện quang màu vàng, phảng phất giống như kim long lôi điện tập kích cuồng bạo, xông vào trong núi rừng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mảng lớn điện quang màu vàng bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành một mảnh lôi hải màu vàng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Khu vực tia điện lan tràn qua, tất cả cây cối lập tức nổ tung, cháy đen thành bột mịn, tiêu tán giữa thiên địa khu vực hơn 10 dặm hóa thành một mảnh đất khô cằn màu đen. Chính giữa mảnh đất khô cằn có một gốc cổ thụ xanh ngắt hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn đứng lặng trên mặt đất như cũ, mà trên đỉnh cổ thụ có một nam tử áo xanh đứng thẳng, ngón trỏ và ngón giữa tay phải đang trực chỉ hướng không chung. Bộ dáng này, tựa như phàm tục tu luyện võ đạo nhị chỉ thiên. Người này không ai khác, chính là Hàn Lập, chỉ thấy hai ngón tay hắn trong suốt như ngọc, phía trên mơ hồ có một đồ án đóa hoa màu bạc lấp lẽ, chính giữa hai ngón tay kẹp lấy một mũi kiếm màu xanh sắc bén, phía trên có từng tia điện màu vàng, không ngừng phát ra trận trận âm thanh ầm ầm. Không nghĩ tới động thiên chi bảo này lại có thể luyện vào trong ngón tay, rõ ràng còn có uy năng như vậy, công kích của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm đến trình độ này cũng có thể tùy tiện ngăn cản, trách không được kim đồng lúc trước không thể nhai và thôn vệ được. Hàn Lập Thu trường kiếm trong tay, nhìn hai ngón tay phải một chút, khẽ cười nói. Dứt lời, trên người hắn lóe lên thanh quang, trong nháy mắt thân ảnh biến mất phía xa trở lại mật thất động phủ giã hạc cốc tâm niệm hàn lập khẽ động trên đồ án đóa hoa trên hai ngón tay phải lóe lên quang mang một đạo ngân quang từ đó bắn ra hóa thành quang môn màu bạc đứng lặng trước người hàn lập không dừng lại lúc này cất bước tiến vào trong quang môn tiến vào động thiên hoa chi hắn không có bay thẳng mà đi dọc theo đường mòn xương trắng tiến vào phía trong trong thời gian qua hắn một mực bế quan tu luyện bách mạch luyện bảo quyết dung nhập đoạn ngọc cốt kia vào trong xương ngón tay cho nên vẫn không tiếp tục tiến vào trong động thiên này. Lúc này vừa vào, hắn liền phát hiện khối lối cự viên đặt ở linh dược viên lúc trước đã hoàn thành nhiệm vụ đổ linh dịch, lại còn đổ vào trong núi rừng này, nuôi dưỡng nên một đám linh dược sinh trưởng ở chỗ này. Hàn Lập suy nghĩ một chút liền bảo bọn chúng thu thập toàn bộ những linh dược phát hiện bên cạnh đường mòn mang theo cùng đi vào linh dược viên. Chương 626, sắp xếp. Trải qua thời gian dài hấp thu và bảo dưỡng, Linh thổ trong linh dược viên gần tử trúc lâm tựa hồ đã chuyển hóa sơ bộ, thêm nữa lúc trước bố trí trận pháp hấp dẫn, khiến cho thiên địa linh khí ẩn chứa trong đó đã hơn xa lúc trước. Sau một phen dò xét, Hàn Lập hết sức hài lòng, liền bảo cự viên khôi lỗi gieo tất cả các loại linh dược xuống. Sau đó, hắn lại đem các loại linh thảo lúc trước thu thập như cuồng diễm thảo, cực mục thảo, căn cứ thuộc tính khác nhau, phân ra gieo xuống từng khu vực. Chỗ sâu nhất trong dược viên Hàn Lập lấy bộ rễ linh thụ màu vàng nâu lúc trước lấy được trong Minh Hàn Tiên phủ gieo xuống, tiếp đó lấy trưởng thiên bình từ ngực ra, nhỏ xuống một giọt lục dịch mới ngưng tụ ra trước đó không lâu. Lục dịch rơi vào chỗ đứt gãy trên rễ cây, sáng lên một chút lục quang, liền bị rễ cây hấp thu vào rồi biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lập đứng quan sát một lát, thấy không có biến hóa nào, cũng không để ý nữa, lại tiếp tục gieo trồng những linh thảo khác. Sau một phen bận rộn, hắn phát hiện mình thu thập hạt giống linh dược quá nhiều, mà diện tích dược viên lại không đủ lớn, hạt giống linh dược vẫn trồng chưa hết, diện tích không đủ dùng, hắn đành phải gọi ra một nhóm khôi lỗi cự viên, tiếp tục mở rộng dược viên. Linh điền mới mở ra chưa được linh dịch tầm bổ, linh khí quá mức yếu kém, không thích hợp gieo trồng linh thảo cao dai, hàn lập đành phải tạm thời dừng việc gieo trồng lại. Hắn đi tới một góc linh điền mới mở, tay vung lên, từng đoàn tiên linh lực bao lấy nước bùn màu tím đen bỗng hiện ra rơi xuống đất. Sau khi nước bùn rơi xuống đất, Hàn Lập giống như một người thợ dán vách, hai tay ở trong hư không không ngừng chuyển động trên mặt đất liền có một đôi bàn tay thanh quang lớn do tiên linh lực ngưng tụ thành không ngừng kéo tới kéo lui làm cho linh điền hòa làm một thể không lâu sau mảnh linh điền vừa mới xây dựng trở thành một phiến đầm lầy bên trong thỉnh thoảng toát ra một cái bong bóng màu tím nổ tung tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn hàn lập nhìn phía trên đầm lầy bắt đầu ngưng tụ ra sương mù màu tím cùng ẩn hiện trong đó từng tia hồ quang điện hài lòng gật đầu những thứ này chính là lôi trạch tức thổ đến ngày nay mới có chỗ bố trí sau đó, tại chỗ linh điền lôi trạch này, hắn gieo xuống đạo binh mẫu đậu. Làm xong hết thảy, Hàn Lập đi vào trong tử trúc lâu một lát, thời điểm đi ra tử trúc lâm bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, cổ tay xoay chuyển lấy ra một hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, Hàn Lập lấy ra một sợi dễ linh trúc màu bạc, gieo trồng xuống một mảnh đất trống trong rừng trúc. Sau đó, hắn giống như một lão chủ nông, nhìn tân dược viên của mình một lát, lúc này mới rời khỏi động thiên hoa chi, trở lại mật thất động phủ. Đứng trong mật thất trầm ngâm chốc lát, Hắn quay người ra khỏi mật thất, đi đến chỗ bế quan tu luyện của Ma Quang, kêu gã tỉnh lại. Qua thời gian tu luyện dài như vậy, Ma Quang đã dung hợp với cỗ thi thể Hôi Tiên kia càng thêm chặt chẽ, khí tức phát ra cũng đã vững vàng đạt tới Kim Tiên đỉnh phong. Mặt khác, khi thúc dục bí thuật, tu vi còn có thể nhảy lên tới Thái Ất Sơ Kỳ đỉnh phong, hơn nữa có thể bảo trì trong thời gian ba nén nhang, nhiễm nhiên đã vượt trên Hàn Lập một bậc. Hàn đạo hữu gọi ta tỉnh lại, chắc là có chuyện gì? Ma Quang mở mắt ra, nhìn Hàn Lập trước mặt, hỏi. Kỳ thật cũng không có gì quan trọng, trước đó không lâu ta tìm được một chỗ để Ma Quang đạo hữu bế quan tĩnh dưỡng, như vậy, đạo hữu không cần một mực câu thúc ở tắc vuông nho nhỏ này. Hàn Lập lạnh nhạt nói, ồ, ta có thể ở trong cốc này hay là ngoài núi? Ma Quang nghi hoặc hỏi, đều không phải, chỗ đó kỳ thật ở bên trong một kiện động thiên chi bảo, không gian trong đó không nhỏ, Ma Quang đạo hữu có thể ở tạm trong đó. Khóe miệng Hàn Lập giật nhẹ, nói, vậy thì phải chúc mừng hàn đạo hữu rồi. Ma quang nghe vậy, hơi trần chờ một lát, vừa cười vừa nói. Hàn lập không nói gì thêm, trên ngón tay lồng trong tay áo lóe lên hoa ảnh, một đạo ngân quang từ đó bắn ra, hóa thành một đạo quang môn màu bạc, đứng lặng trước người ma quang. Lúc này ma quang mới đứng lên, đứng trước quang môn nhìn đánh giá một chút. Mời vào, trong này còn có không ít sát khí lưu lại, lúc ma quang đạo hữu tu luyện đừng ngại hấp thu cho mình dùng. Hàn lập nhìn ma quang một chút, nói. Mà quang nghe xong, không do dự nữa, cất bước tiến vào trong động thiên. Gã vừa bước lên đầu đường mòn xương trắng, liền ngắm nhìn bốn phía một chút, bỗng nhiên mỉm cười nói, linh khí và sát khí cùng tồn tại, động thiên chi bảo này không đơn giản a, à, ngược lại là rất thú vị. Lúc này, thanh âm hàn lập từ bên ngoài truyền vào, đạo hữu có thể tạm thời ở trong tử trúc lâu, an tâm tu luyện là được, nếu không có chuyện quan trọng, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Thanh âm vừa rơi xuống, tòa quang môn màu bạc trong mật thất lập tức thu vào, biến mất không thấy gì nữa. Hàn lập ngừng cười, thu hai ngón tay vào ống tay áo, nắm thành quả đấm, quay người trở về mật thất. Nửa tháng sau, Hàn lập chắp tay đứng bên trong mật thất, ánh mắt nhìn lên những hoa văn phức tạp trên đan lô đặt trên mặt đất, ánh mắt có chút phiêu hốt bất định. Sau một lát, ánh mắt của hắn hơi ngưng tụ, tâm niệm vừa động, bên cạnh liền có một đạo ngân quang hiện lên. Phệ linh hỏa điều hóa thành ngân diễm tiểu nhân hiện ra, quay tiết một vòng giữa không trung lấy một tư thế có chút buồn cười nhảy lên nắp đan lô màu bạc. Nét mặt hàn lập lộ ra vẻ áy náy mỉm cười, nói với nó. Từ khi đến phiến phù vân sơn mạch vẫn đẻ ép tính khí của ngươi, cũng không có linh diễm dị hỏa bổ sung cho ngươi, hẳn là buồn chán lắm a. À. Giờ luyện thành túc sát đan, giải quyết vấn đề sát suy của ta, chúng ta liền rời khỏi nơi này. Cũng không biết ngân diễm tiểu nhân có nghe hiểu lời hắn hay không, nhưng thấy lông mày hàn lập hơi cao lại, liền nhảy cả tương lên đầu vai hắn, vỗ nhẹ nhẹ giống như muốn trấn an hắn. Ta không sao, chỉ là không biết túc sát đan này có công hiệu hay không. Bất quá cũng không quan hệ, trước luyện chế rồi hãy nói. Hàn lập quay đầu nhìn ngân diễm tiểu nhân, mở miệng nói ra. Thân hình ngân diễm tiểu nhân lập tức nhảy lên, nhún nhảy giữa trời, sau đó nhảy lên trên lò luyện đan, trên thân vọt lên một cái, bốc cháy lên ngân diễm hừng hực. Hàn lập thấy thế, mỉm cười, đưa tay cách không vẩy một cái vào nắp lò, lấy tâm niệm liên hệ với nó. Ngân diễm tiểu nhân lập tức hiểu ý, ngừng nhún nhảy, gương mặt tròn vo bỗng nhiên phùng lên phun ra một đoàn hỏa diễm to lớn không tương xứng với thân hình của nó. Ngân diễm hóa thành một mảnh sóng lửa, ở giữa không trung cuốn một cái, tràn vào đan lô màu bạc phía dưới, cháy hừng hực. Chỉ thấy đoàn ngân sắc hỏa diễm ở giữa không trung vòng qua một nửa đan lô, trực tiếp bay xuống phía dưới đan lô, vọt lên một cái rồi bốc cháy lên. Sau một lát, nhiệt độ bên trong mật thất tăng cao nhanh chóng, một cỗ sóng khí nóng bỏng chậm rãi bốc lên. Trên đan lô bàng bạc sáng lên linh văn, tám phù văn điêu khắc ở thân lô lóe ra tia sáng chói mắt, đan lô dần dần chuyển thành màu đỏ hồng, được ngân diễm cuồn cuộn kéo lên lơ lửng treo giữa không trung, chấn động rung rung. Ngân diễm tiểu nhân đứng ngồi không yên, một hồi lẻn đến bên trong hỏa diễm dưới đáy lò, một hồi lại bay ra ngoài xếp bằng trên nắp lò, thỉnh thoảng lại còn nhìn Hàn Lập một hồi lâu. Hàn Lập một mực chú ý đến biến hóa lô hỏa, thấy thời cơ đã đến, liền vẫy tay một cái. Mấy chục loại linh dược, bao gồm cả huyền chỉ tinh thạch từ trong vòng chữ vật bay ra, bị một đoàn thanh quang nghiền ép hóa thành từng loại thuốc bột, được dẫn dắt bay vào trong lò đan. Không lâu sau, Hàn Lập lại lấy ra một loại linh dịch màu xanh sẫm đổ vào trong đó. Khi loại linh dịch này bay vào đan lô, trên đan lô lập tức tỏa ra một tầng bột phấn phẳng phất màu xanh đồng nhạt, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, một mùi vị cổ quái khó nói nên lời lập tức từ trong mật thất lan tràn ra. Đợi cho mùi lạ này dần dần phai nhạt, Hàn Lập lật tay một cái, một mảnh thanh quang hiện lên ba cây linh thảo hơi mờ cao khoảng một thước lơ lửng trước người hắn phiến lá cây này thông suốt mỏng manh giống như băng tinh bên trong phân bố rõ ràng mạch lạc tản ra quang mang xanh biếc chính là khổ lạc hoa ba cây này cũng bị thanh quang nghiền ép vò lại thành ba nhúm liên tiếp bay vào trong lò đan làm xong những việc này hàn lập nhìn đan lô một chút quay người đi đến bên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống hắn ngẩng đầu nhìn nóc mật thất một chút đột nhiên ngón trỏ và ngón giữa tay phải chỉ lên trên một cái chỉ thấy phía trên hai ngón tay tuyết trắng sáng lên quang mang lập tức có một đạo ngân quang bắn lên đỉnh mật thất phốc một tiếng vang nhỏ mái vỏ mật thất trực tiếp bị phá mở ra một lỗ tròn to bằng cánh tay trẻ con một đạo quang mang lạnh lẽo từ trong đó phóng xuống tiếp đó hàn lập lấy bình nhỏ màu lục từ trước ngực xuống đặt dưới ánh trăng để ánh trăng nhìn trăm lần không chán ngưng tụ vào trong bình thời gian nhoáng một cái đã qua ba năm bên trong mật thất động phủ hàn lập ngân diễm cháy ngút trời bao phủ toàn bộ đan lô vào trong Nắp lò phía trên đan lô chấn động không ngừng, phát ra trận trận âm thanh, đã không thể đè nén được nữa, muốn bung ra. Bất quá, một ngân diễm tiểu nhân đang ngồi xếp bằng trên đó, hai cánh tay đè xuống nắp lò, gắt gao chặn lại, làm cho nó không thể bung ra thân lò. Hàn Lập Ngưng trọng đứng ở một bên đan lô, nhìn chằm chằm động tĩnh trên lò. Chính vào lúc này, một đoàn hắc vụ giống như sát khí từ khe hở nắp lò thẩm thấu ra, gặp ngân diễm liền bị đốt cháy hết, biến mất không thấy gì nữa. Được rồi, mắt hàn lập sáng lên, lập tức mở miệng nói ra. Ngân diễm tiểu nhân nghe tiếng, hai tay vỗ một cái vào nắp lò, thân hình bỗng nhiên lướt lên. Hỏa diễm bao bọc chung quanh lò cũng theo đó cùng bay ra, trở lại toàn bộ trên người nó. Không có hỏa diễm trèo trống, đan lô màu bạc rơi xuống mặt đất bang một tiếng, nắp lò đùng một tiếng văng ra. Chỉ thấy ba đám hắc quang từ đó bắn ra, bị một mảnh hào quang màu xanh cuốn một cái, liền bay đến trên tay hàn lập. chương 627, tìm phương pháp khác đuôi lông mày hàn lập hơi động một chút nhìn qua hắc quang vừa mới nhận trong lòng bàn tay thình lình có ba miếng đan dược màu đen lớn chừng quả long nhãn toàn thân ba miếng đan này đen như mực mặt ngoài chiếu xạ ra từng điểm hào quang bên trong có một mùi cay độc bay ra hàn lập hơi nhíu mũi một cái phất tay thu hồi lò đan màu bạc đi tới trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống ngân diễm tiểu nhân thấy thế cũng tò mò bu lại lơ lửng trong tay hàn lập mở đôi mắt to nhìn chằm chằm ba miếng đan dược cổ quái kia Hàn Lập vốn đặt kỳ vọng vào ba miếng túc sát đan này, sau khi luyện xong, trong lòng của hắn lại càng có thêm vài phần tâm thần bất định. Thời điểm đạt được đan phương, đối phương cũng chỉ nói có thể thành công, nhưng tỷ lệ thành công bao nhiêu, ai cũng không biết. Nhìn cũng không được gì, chỉ có thể thử xem sao. Trầm tư một lát, Hàn Lập cười khổ lẩm bẩm, dứt lời, hắn nhìn về phía ngân diễm tiểu nhân, vừa cười vừa nói, chốc lát nữa người giúp ta hộ pháp một chút nhé. Tiểu nhân nghe vậy, trùng trùng điệp điệp gật đầu nhẹ, lập tức bay vút ra ngoài ba trượng, hai tay khoanh ở trước ngực, bộ dạng giao cho ta là tốt rồi. Hàn lập gật đầu cười với nó, rồi nhắm mắt lại điều tức. sau nửa canh giờ, cổ tay hắn đưa lên, trực tiếp ném viên thuốc vào trong miệng, đan dược vào cổ họng, một mùi vị cay độc lập tức lan tràn ra, chạy dọc theo thực quản trượt xuống dưới bụng. Hàn lập cảm thấy một đạo hỏa tuyến từ cổ họng kéo dài xuống dưới, sắc mặt hắn đỏ bừng, trên mặt không khỏi lộ vẻ thống khổ. còn chưa chờ có khí tức nóng dực này tiêu tán phía dưới bụng lại có một cỗ âm hàn khuếch tán ra, tràn ngập toàn thân, làm hắn như rớt vào hầm băng. Biến hóa của hai cỗ lực lượng băng hỏa này làm hàn lập không kịp đề phòng, lỗ khiếu toàn thân vậy mà cũng không tự chủ đều mở ra. Đúng lúc này, quanh thân hắn bỗng nhiên có sương mù màu đen từ trong khiếu huyệt tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một vòng xoáy khói đen, bao phủ cả người hắn vào trong. Ngân diễm tiểu nhân thủ hộ một bên thấy thế, lập tức phi thân đến, lấy hỏa diễm của mình đốt sạch những sương mù màu đen mà nó cũng cảm thấy không thích này không cần xen vào, ta không sao. Lúc này, một bàn tay hàn lập bỗng nhiên từ giữa khói đen thỏ ra, ngăn cản ngân diễm tiểu nhân lại. Giọng nói của hắn hơi cao, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ, nhưng trong giọng nói lại chứa vẻ mừng rỡ. Chỉ thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn, rất nhanh tràn ngập toàn bộ mật thất, có một ít theo lỗ thủng trên mái vòm lúc trước hàn lập mở ra tản ra ngoài mật thất. Hàn lập tiện tay ném ra hai cái túi chữ vật, miệng túi mở lớn hút khói đen cuồn cuộn vào trong đó theo đại lượng khói đen bị hút vào trong túi chữ vật trong mật thất mới dần dần khôi phục thanh minh nhưng khói đen bao phủ quanh thân hàn lập vẫn đen như mực khiến cho xung quanh hắn thoạt nhìn giống như một cái kén lớn màu đen thời gian trôi qua từng chút phía trên kén lớn màu đen không ngừng có sát khí tuôn ra túi chữ vật cũng không ngừng thu thập vào trong sau khi hai cái túi này đầy hàn lập lại lấy ra hai cái khác sau khi túi chữ vật dùng xong hắn lại dùng đến nhẫn chữ vật nhoáng một cái đã qua hơn ba năm bên trong mật thất mặt ngoài kén đen bỗng chấp động hắc quang kịch liệt vài cái, rốt cuộc không có sát khí tuôn ra nữa. Hàn lập cảm thấy quanh thân ấm áp, loại cảm giác thống khổ băng hỏa lúc trước cũng biến mất không thấy gì nữa, sát khí như sương mù bao phủ quanh người cũng tiêu tán đi. Giờ phút này sắc mặt hắn có chút tái nhợt, thoáng thở dốc mấy hơi thở, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt lại lộ ra vẻ thất vọng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân hao hết tâm lực luyện chế ra túc sát đan, cũng chỉ có chút công hiệu như vậy. Ba năm qua hắn đích xác dẫn xuất sát khí ra ngoài cơ thể không ít, nhưng khoảng cách quét sạch hoàn toàn lại còn kém xa vạn dặm. Những sát khí kia ngoan cố chiếm giữ trong tiên khiếu vẫn như chưa uy hiếp con đường tu hành đại đạo của hắn. Đúng ra, hiệu quả bực này sẽ không nhỏ đối với những người khác, thậm chí có tỷ lệ không nhỏ trợ giúp vượt qua sát suy, nhưng với hắn lại như muối bỏ biển, không đủ. Ánh mắt hàn lập ngưng tụ, có chút không cam lòng giơ tay lên, đồng thời ném hai viên đan dược vào trong miệng, đau đớn kéo tới cuồn cuộn càng thêm mãnh liệt so với trước, khói đen dày đặc lại tản ra, che khuất hắn vào trong. Thời gian trôi qua nhanh, nhoáng một cái lại qua 10 năm. Hàn lập một mực khoanh chân ngồi trong mật thất, chậm rãi mở hai mắt ra, bên trong con người lập lòe hào quang, nhưng vẫn bảo trì màu xám bạc quỷ dị. Trăm cây nhìn đắng luyện chế ra ba miếng túc sát đan, vẻn vẹn chỉ có tác dụng trợ giúp hắn thanh trừ một phần sát khí, làm chậm thời gian sát suy bộc phát, trừ điều đó ra, cũng không có ích lợi nào khác. Đối với kết quả này, Hàn Lập sớm đã chuẩn bị tinh thần, vì vậy cũng không quá thất vọng như vậy lại có thêm một thủ đoạn tạm thời ứng phó sát suy tuy túc sát đan không thể thanh trừ hết sát khí trong tiên khiếu của hắn nhưng lại thanh trừ không ít sát khí trong cơ thể sẽ làm chậm trễ sát suy bộc phát đoán chừng sẽ kéo dài thêm một đoạn thời gian tính tọa một lát hàn lập rất nhanh thu lại tâm tình nếu như túc sát đan vô dụng chỉ có thể lại đi tìm phương pháp khác thanh trừ sát khí nhìn lại kiếp sống tu luyện vài vạn năm qua hắn đi từng bước đến hôm nay Tao ngộ khốn cảnh lớn nhỏ không biết bao nhiêu lần, tin tưởng nếu quyết tâm, trước mắt dù không thành công, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Hắn do dự một chút, lật tay lấy ra mặt nạ long ngũ, ban bố một nhiệm vụ tại vô thường minh, tìm kiếm phương pháp thanh trừ sát khí, vượt qua sát suy. Hàn lập lại lấy ra một trận bàn đưa tin, bấm niệm pháp quyết một cái, mặt ngoài trận bàn sáng lên từng vòng linh văn. Tụ côn thành, trong một căn lầu các bằng gỗ ở một chi bộ bách tạo sơn. Bên ngoài lầu các là một vườn hoa rất lớn, bên trong trải khắp các màu sắc hoa hoa đua nhau khoe sắc vây tòa lầu các vào giữa thoạt nhìn từ xa giống như một biển hoa cảnh dương thượng nhân ngồi trên một cái ghế dựa lớn trong lầu các phất tay đánh ra một đạo pháp quyết thu hồi trận bàn màu trắng lơ lửng trước người vậy mà đã thất bại bất quá đây cũng là một cơ hội gã có chút kinh ngạc thì thào lẩm bẩm trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười sau đó vỗ tay một cái đầu ngón tay lóe lên bạch quang vào lúc này sau lưng cảnh dương thượng nhân lóe lên bóng xanh một thân ảnh thiếu nữ áo lục hiển hiện ra. Thoạt nhìn nàng chỉ khoảng 16-17 tuổi, dáng người hết sức nhỏ, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, trên gương mặt thanh tú tràn đầy vẻ lão luyện, không người thi lễ với cảnh dương thượng nhân một cái, nói, phó sơn chủ đại nhân, người có gì phân phó. Phân phó xuống dưới, tìm kiếm thu thập phương pháp khu trừ sát khí. Cảnh dương thượng nhân nói, thiếu nữ áo lục nghe vậy, há to miệng, nhất thời không nói gì. Làm sao vậy, cảnh dương thượng nhân khẽ nhíu mày tiên nguyên thạch trên người ngài đã dùng hết, tài nguyên phân phối tiếp theo còn phải chờ trăm năm nữa, bất luận phương pháp khu trừ sát khí gì đều có giá trị xa xỉ, chẳng lẽ ngài muốn sử dụng tài lực trong sơn? Nếu vạn nhất bị phát hiện, thiếu nữ áo lục trần trừ một chút, nói ra, không sao, cứ theo lời ta mà làm, cảnh dương thượng nhân nói ra nhàn nhạt, vâng, thiếu nữ áo lục thấy vậy, không nói gì nữa, thân hình hóa thành một bóng xanh bay về phía xa, giống như một con chim họa mi lục sắc, lóe lên biến mất. Trong mật thất, hàn lập phất tay đánh ra một đạo pháp quyết thu hồi trận bàn đưa tin bởi vì lúc trước trên đấu giá hội xuất hiện ngân hồ bây giờ tụ côn thành đề phòng xâm nghiêm như trước hắn tạm thời bất tiện đi vào chỉ có thể nhờ cậy cảnh, cảnh dương thượng nhân hỗ trợ các con đường có thể sử dụng hắn đều đã dùng hết kế tiếp chỉ có thể chậm rãi chờ đợi hàn lập nhìn phía trước tính toán kế hoạch tu luyện tiếp theo bây giờ tu vi của hắn lâm vào bình cảnh không nắm chắc vượt qua sát suy thì đột phá thái ất cảnh tất nhiên là hy vọng xa vời mà ngoại trừ chân ngôn hóa luân kinh, khoảng cách tu luyện thành hai bộ thời gian công pháp cũng không có nhiều. Nhưng đến lúc này, thứ nhất hắn cảm thấy hai bộ công pháp này giúp mình lại không quá lớn, thứ hai là hai bộ công pháp này tựa hồ chưa phải bản hoàn chỉnh. Đang cân nhắc, trong đầu hắn chợt hiện ra hình ảnh ngân hồ sử dụng luyện thần thuật làm trách đi công kích của đám người công thâu thiên và tô lưu lúc trước, trong lòng hơi nóng lên. Loại phương thức vận dụng luyện thần thuật đẳng cấp cao này, trước đây mặc dù hắn nhìn ra một ít manh mối, chỉ tiếc bây giờ còn không thể nào thử luyện tập. Sự viện ngân hồ mặc dù không diễn ra trên thân hắn, nhưng đã cảnh báo cho hắn, bây giờ thân ở Hắc Sơn Tiên vực không phải Bắc Hàn Tiên vực hoặc là Man Hoang Giới vực, nơi đây đã là địa phương quản giáo nghiêm mật của Thiên Đình. Tuy rằng tồn tại các loại trùng hợp và đã bố trí sớm, nhưng chỉ là một đấu giá hội liền xuất hiện ba gã giám sát tiên sứ, phía sau Hắc Sơn Tiên vực có bao nhiêu lực lượng Thiên Đình ẩn giấu, căn bản hắn không biết được. Bây giờ còn không biết tung tích ngân hồ, thế nhưng nói không chừng hai giám sát tiên sứ kia vẫn còn ở phụ cận tụ côn thành. Điều quan trọng nữa là, vị giám sát sứ tụ côn thành tên là Tô Lưu kia cũng không phải là người đơn giản. Bất kể thế nào, bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp tu luyện luyện thần thuật. Tuy rằng hắn đã thử qua, tu luyện luyện thần thuật sẽ không bị la bàn màu trắng kia cảm ứng được, nhưng khó bảo đảm những người kia không đổi thủ đoạn cao minh khác, cho nên vẫn phải đề phòng một chút mới tốt. Hàn Lập hơi trầm ngâm, tay vung lên, trước người lóe lên hào quang, nhiều ra một thanh chủy thủ bị tàn phá, một bình nhỏ màu trắng cùng một thanh thước màu xanh Ba kiện vật phẩm này đều tản mát ra chấn động thời gian pháp tắc nhàn nhạt. Chủy thủ tàn phá là lúc trước hắn tìm được trong chữ vật pháp khí của công thâu cửu, là vật ẩn chứa thời gian chi lực, bình nhỏ màu trắng chính là đoạn thì hồ, cây thước màu xanh là tiên khí vừa vặn lấy được từ ngư chi của cảnh dương thượng nhân. Hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, sau lưng lóe lên kim mang, chân ngôn bảo luân hiển hiện ra. Trong miệng hắn tụng đọc chú ngữ, 10 ngón tay bấm niệm pháp quyết không thôi, chỗ giữa bảo luân chớp động kim mang, chân thực chi nhãn hiển hiện ra từ trong bắn ra một đạo kim quang, rơi vào chuôi chủy thủ tàn phá này. Trên trùy thủ nổi lên từng trận chấn động pháp tắc, hơn nữa nở rộ hào quang màu vàng trói mắt, từ điểm bị tàn phá kéo dài ra, rất nhanh bổ sung thành một thanh hoàn chỉnh. Một thanh trùy thủ màu vàng hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt hàn lập, trên trùy thủ khắc đầy phù văn, mũi trùy thủ cũng tản mát ra hàn quang lập lòe, thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Hai mắt hàn lập nhắm lại, cẩn thận cảm ứng lực lượng thời gian pháp tắc trên trùy thủ màu vàng, sau một lát mở to mắt, khẽ gật đầu. Lực lượng thời gian pháp tác trong chủy thủ cũng không nhiều, không giống với thời gian chi lực trong ba loại công pháp thời gian mà hắn tu luyện, mang theo vài phần khí tức hỗn loạn. Hàn Lập suy nghĩ một chút, thu lại pháp quyết, kim quang mặt ngoài chủy thủ màu vàng biến mất, hắn đặt nó sang một bên. chương 628 Thử nghiệm, tay Hàn Lập biến đổi pháp quyết, chân thực chi nhãn lại bắn ra một đạo kim quang, lóe lên chui vào trong đoạn thì hồ biến mất. Đoạn thì hồ cũng lập tức hiện ra kim quang chói mắt, lưu truyền một hồi, lúc đầu thân bình vốn có chút cố kỹ chợt trở nên mới tinh, tản mát ra một cỗ thời gian pháp tắc mãnh liệt. Hàn Lập nhắm mắt cảm ứng một chút, rất nhanh liền mở to mắt ra. Trong đoạn thì hồ ẩn chứa cỗ thời gian chi lực tương tự với chân ngôn bảo luân, có hiệu quả làm chậm thời gian, ngược lại không cần tiêu phí thời gian nghiên cứu. Hắn buông đoạn thì hồ ra, lại lật tay lấy ra trường thiên bình, giọt một giọt lục dịch nhỏ vào trong đoạn thì hồ, sau đó nhắm hai mắt thả ra thần thức cảm ứng lần nữa. Thật lâu sau, Hàn Lập mở to mắt, khẽ thở dài. Đoạn thì hồ này quả thật có công hiệu trì hoãn sự mục nát của vật phẩm, nhưng cũng không phải có thể triệt để cắt đứt ảnh hưởng thời gian, chỉ trì hoãn mà thôi, lục dịch bị đưa vào trong đó tuy tốc độ tiêu tán trở nên chậm chạp hơn, bất quá vẫn bị tiêu tán dần. Hắn lắc đầu, rời ánh mắt nhìn về phía thanh thước màu xanh cuối cùng, bấm niệm pháp quyết thúc dục chân thực chi nhãn. Một đạo kim quang bắn ra, chui vào trong thanh thước màu xanh. O, O, N, -n G. Thanh thước màu xanh lập tức run lên, hình dáng không có biến hóa lớn, nhưng lại nở rộ hai màu kim thanh chói mắt, đồng thời tản mát ra một cỗ chấn động thời gian pháp tác mãnh liệt trên cả đoạn thi hồ. Ánh mắt Hàn Lập hơi sáng lên, lập tức nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ, mộ, sau một lát mở to mắt ra. Bên trong cây thước màu xanh này ẩn chứa thời gian chi lực tương tự ra tốc thời gian, có chút giống với nghịch chuyển chân luân của hắn nhưng khác với nghịch chuyển chân luân có tác dụng hữu hiệu với bản thân, thời gian pháp tác bên trong cây thước này lại có xu hướng cải biến thời gian lưu tốc trong một khu vực nhất định. Trên một điểm, ngược lại là có vài phần tương tự với huyễn thần sa hải. Hàn lập bấm niệm pháp quyết thu hồi chân ngôn bảo luân, hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước, cảm mộ lực lượng ba loại thời gian pháp tác. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt đã qua hơn 10 ngày. Hàn lập mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia sáng giống như đã hiểu ra tựa hồ lý giải đối với thời gian pháp tắc lại tiến thêm một tầng nhất là nhiều lần phỏng đoán thời gian pháp tắc của cây thước màu xanh kia liên hệ giữa chân ngôn hóa luân kinh và huyễn thần bảo điển lại có một ít đột phá hàn lập nghĩ đến đây hai tay bấm niệm pháp quyết trên thân đại phóng kim quang chân ngôn bảo luân hiển hiện ra lần nữa cùng lúc đó trước người hắn chấp động kim quang hội tụ lại một chỗ ngưng tụ thành một cái bình ngọc màu vàng đúng là quang âm tịnh bình kim quang trên người hắn bắn ra chung quanh sau đó ngưng tụ cuồn cuộn hóa thành hạt cát màu vàng rất nhanh tạo thành một mảnh cát vàng hàn lập vận chuyển cùng lúc ba môn công pháp thời gian ba đạo lực lượng thời gian pháp tắc khác nhau hiện ra đan vào nhau phát ra một hồi thanh âm cộng hưởng giống như tiếng ngâm sướng phạm âm hơn nữa so với lần trước thời gian chi lực cộng hưởng lại càng thêm mãnh liệt nhất là chân môn bảo luân và huyễn thần sa hải trong mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng lập tức khôi phục lại bình tĩnh bấm niệm pháp quyết thúc dục ba đạo thời gian pháp tắc, thử dung hợp lần nữa. Ba cỗ kim quang đan vào cùng một chỗ, hình thành một vòng xoáy màu vàng, chuyển động u u. Trong đầu Hàn Lập hiện ra tình cảnh dung hợp ba đạo lực lượng pháp tắc lần trước, hắn vung tay lên. Từng đạo ánh sáng màu xanh bắn ra, là những cán trận kỳ màu xanh, rơi vào xung quanh mật thất, rất nhanh mở ra một màn sáng màu xanh dày đặc, đúng là cấm chế màu xanh lần trước. Ngay sau đó, hai tay áo của hắn run lên, suy suy tiếng nổ lớn, từng trận kỳ màu vàng bắn ra tán lạc chẳng chịt khắp mật thất rất nhanh mở ra một cấm chế màu vàng hơi mở giữa không trung hai màu cấm chế xanh vàng đan vào cùng một chỗ mơ hồ có xu thế dung hợp với nhau hình thành một màn sáng cứng cáp hơn hắn gật đầu khẽ lại tế lên vài kiện tiên khí phòng ngự bảo vệ toàn thân sau đó lại thúc giục ba môn công pháp vòng xoáy màu vàng rất nhanh hiển hiện ra lần nữa chuyển động nhanh chóng hơn nữa bắt đầu thu nhỏ lại Âm ầm ầm Bên trong vòng xoáy màu vàng hiện ra vô số phù văn màu vàng lớn nhỏ, va chạm kịch liệt với nhau, tản mát ra một cỗ chấn động thời gian pháp tắc cuồng bạo. Hàn Lập thấy cảnh này, cũng không dừng tay, ngược lại bấm niệm pháp quyết gấp hơn. Vòng xoáy màu vàng xoay tròn cấp tốc, trung tâm nở rộ ra kim quang cực kỳ chói mắt, làm cho người không thể nhìn thẳng. Một cỗ khí thức pháp tắc đáng sợ từ trung tâm vòng xoáy tán phát ra, tùy thời có khả năng bạo liệt ra. Trong lòng Hàn Lập thoáng trần trừ một chút, Lập tức hai tay hung hăng bấm niệm thúc dục pháp quyết. Vòng xoáy màu vàng bỗng nhiên hung hăng thu nhỏ lại gần nửa, đoàn phù văn màu vàng ở trung tâm vòng xoáy cuồn cuộn kịch liệt, nhìn thấy muốn bạo liệt ra. Vào thời khắc này, ba đạo thời gian pháp tắc xung đột kịch liệt chợt biến đổi, dung hợp cùng một chỗ. Phù văn màu vàng xung đột kịch liệt chợt ngưng tụ mãnh liệt, hóa thành một cái vòng tròn màu vàng nho nhỏ. Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng buông lỏng, xem ra lực lượng ba đạo thời gian pháp tắc này dung hợp, cũng không phải là ngẫu nhiên. Nếu như vậy thì an tâm rồi. Tuy không biết vòng tròn màu vàng này là vật gì, nhưng uy lực rõ ràng rất mạnh. Từng đợt chấn động thời gian pháp tác to lớn vô cùng từ trong vòng tròn màu vàng khuếch tán ra, hai màn sáng xanh vàng phụ cận cũng chấn động kịch liệt, bất quá lần này không có vỡ vụn ra. Vào thời khắc này, Trường Thiên Bình trên mặt đất chợt bay vụt lên, xuất hiện phụ cận vòng tròn màu vàng. Bất quá ngoài Trường Thiên Bình bay lên, đồng thời còn có ba kiện tiên khí ẩn chứa thời gian chi lực cũng từ mặt đất bay lên. Ồ Hàn Lập thấy cảnh này, sắc mặt cả kinh, vòng tròn màu vàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên nở rộ kim quang chói mắt. Ba kiện tiên khí rõ ràng nhẹ hơn rất nhiều so với trưởng thiên bình, vèo một tiếng, trước tiên bị hút vào giữa vòng tròn màu vàng. Một thanh âm bạo liệt vang lên, ba kiện tiên khí vừa bay vào trong vòng tròn màu vàng lập tức bạo liệt ra, hóa thành ba đoàn kim quang chói mắt chui vào giữa vòng tròn. Vòng tròn màu vàng sáng ngời lần nữa, lập tức mặt ngoài lóe lên tinh quang, phun ra tám đạo tinh ti màu vàng, đúng là thời gian pháp tắc tinh ti, lóe lên chui vào trong cơ thể Hàn Lập, sau đó xuất hiện ở trên chân ngôn Bảo Luân. Trên chân ngôn Bảo Luân vốn có 18 sợi thời gian pháp tắc tinh ti, bây giờ bỗng nhiên nhiều ra 8 sợi, biến thành 26 sợi. Từng trận tinh quang từ trên 26 sợi thời gian tinh ti tán phát ra, hòa lẫn với hào quang trên chân ngôn Bảo Luân. Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Vòng tròn màu vàng này thậm chí có tác dụng tinh luyện tiên khí có lực lượng thời gian pháp tắc, cô động thành pháp tắc tinh ti. Bây giờ, trường thiên bình bỗng nhiên sáng ngời, nở rộ lục quang ngút trời, sau đó hút vòng tròn màu vàng vào. Trường thiên bình lập tức biến lớn lên, to lớn như căn phòng, trong bình xuất hiện vô số lục sắc phù văn, sau đó ngưng tụ hóa thành một đoàn lục vân cuồn cuộn. Một cỗ chấn động pháp tác mãnh liệt từ giữa lục vân bộc phát ra, chân ngôn bảo luân sau lưng hàn lập sáng lên mãnh liệt, ngay chính giữa bỗng nhiên hiện ra một con mắt dọc màu vàng, hơn nữa từ trong đó phun ra một đạo tinh ti màu vàng, lóe lên bay vào giữa trường thiên bình đạo tinh ti màu vàng này so với lần thô giáp trước thì lớn hơn không ít trong bình lóe lên lục quang hóa thành một cột sáng lục sắc vừa thô vừa to chui vào trong hư không phía trước hư không lập tức tách ra hai bên vô số tinh quang từ trong hiện lên ngưng tụ thành một mặt tinh bích vô số cảnh vật nhanh chóng hiện lên phía trên hàn lập thấy cảnh này trên mặt lộ ra vẻ tươi cười trước kia xuyên không đều phát động một cách ngẫu nhiên trải qua một loạt thử nghiệm rốt cuộc hắn dần dần tìm được phương pháp thúc giục trưởng thiên bình, mở ra năng lực xuyên không. Trên vách tinh bích bỗng nhiên đại phóng hào quang, hiện ra một vòng xoáy khổng lồ, chuyển động ù ù. Âm âm một tiếng, một cỗ hấp lực cực lớn từ giữa vòng xoáy tuôn ra, bao phủ thân thể hàn lập lại. Cỗ hấp lực này lớn hơn lần trước rất nhiều, thân thể của hắn lắc lư một cái, hai chân thình lình chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa không trung, mơ hồ bay về hướng vòng xoáy. Nét mặt hàn lập hiện lên một tia kinh ngạc, chẳng lẽ vòng xoáy này muốn hút cả thân thể hắn vào trong chỉ là lực hút của vòng xoáy tựa hồ không đủ sau một khắc thân thể của hắn lung lay một cái một lần nữa rơi xuống mặt đất bất quá trong đầu hàn lập đau xót thần hồn không có lực phản kháng bị hút vào trong vòng xoáy trước mắt tối sầm rồi mất đi ý thức không biết qua bao lâu ý thức của hắn dần dần khôi phục nhìn lại chung quanh bây giờ hắn xuất hiện lần nữa tại không gian tối tăm mờ mịt hoang vu lúc trước dòng sông lớn màu bạc vẫn lơ lửng giữa không trung rơi lả trả hàn lập thấy vậy trên mặt hiện lên một tia trầm ngâm như thế xem ra lấy vòng tròn màu vàng ẩn chứa thời gian chi lực tràn đầy thúc giục trưởng thiên bình về sau thần hồn của mình đều sẽ tới đây hắn không có lập tức hành động mà trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh thần hồn xuyên không lần trước hai lần xuyên không gần nhất vòng xoáy trên tinh bích kia đều có dấu hiệu hút nhục thể của hắn vào trong hơn nữa lực cắn nuốt của vòng xoáy rõ ràng lớn hơn không ít so với lần trước mặt hàn lập lộ vẻ do dự so với lần trước xuyên thẳng qua, bất luận là thực lực hay là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, hắn hầu như không có thay đổi gì, không có chỗ nào khác nhau, chỉ khác là đột nhiên gia tăng thêm 8 sợi thời gian pháp tắc tinh thi. Chẳng lẽ số lượng thời gian pháp tắc chi tơ đạt tới trình độ nhất định, có thể cho thân thể cũng xuyên thẳng qua nơi đây sao? Trong lòng của hắn chợt nổi lên một ý nghĩ cổ quái. Hàn lập im lặng một lát, rất nhanh dứt bỏ những tạp niệm này, thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên, chớp động mấy cái liền đi tới bên cạnh dòng sông. Trong sông lớn, vô số giọt quang cầu lớn nhỏ chảy xuôi qua, trong từng quang cầu chấp động liên tục từng hình ảnh. Đã có kinh nghiệm lần trước, hắn đã hiểu rõ tác dụng những giọt quang cầu này. Nếu như hắn đoán không sai, từng giọt quang cầu này đại biểu cho một tình cảnh đã phát sinh trong quá khứ, tuy không biết những quang cầu này từ chỗ nào đến, nhưng những giọt quang cầu này chính là dùng để xác định nơi xuyên không đến. Hàn Lập không có tới quá gần sông lớn, đứng từ xa nghiêng nhìn những giọt quang cầu này, càng không có dùng thần thức chạm vào những giọt đó từng giọt quang cầu yên tĩnh trải qua, cũng không có hút thần hồn của hắn vào. Trong lòng Hàn Lập hơi buông lỏng, xem ra đứng tại khoảng cách này, không chủ động dùng thần thức đụng chạm những giọt kia, tự cũng không phát động xuyên không. Suy nghĩ rõ những thứ này, hắn yên lòng, nhìn kỹ từng giọt quang cầu. Những quang cầu này lưu động với tốc độ kinh người, nhưng với nhãn lực của hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ. chương 629, Thiên Ma Đấu. Kết quả sau một phen quan sát, Hàn Lập phát hiện một ít cái mới. Hình ảnh trong quang cầu này không giống nhau, các hình cảnh thiên kỳ bách quái đều có, tựa hồ bao quát ngàn vạn giới diện, vạn người vạn vật. Hơn nữa những quang cầu này có lớn có nhỏ, từ hình ảnh phía trên cũng không cách nào đoán được giữa quang cầu và tình cảnh bên trong có quan hệ gì. Ồ, Hàn Lập nhíu mày lại, nhìn về phía một giọt quang cầu to lớn đang chảy tới đây, trong miệng khẽ di một tiếng. Hình ảnh trong quang cầu này là một mảnh sa mạc màu đen, từng đạo quang ảnh không ngừng lấp lóe, tựa hồ có không ít bóng người chém giết kịch liệt ở nơi đó, Vừa rồi có một pháp tướng màu tím đen ba đầu sáu tay bạo phát ra trận trận tử quang mút trời, chợt lóe lên. Hình ảnh này không phải là hôm đó Thạch Xuyên không thi triển công pháp à? Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, giọt quang cầu to lớn này chảy qua trước mặt hắn, không dừng lại chút nào, nhanh chóng chảy trôi về phía xa. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, lập tức phát ra một tia thần thức, chạm một cái vào giọt quang cầu này. Giọt quang cầu lập tức tỏa sáng hào quang, phát ra một cỗ hấp lực. Vù một tiếng, thần hồn Hàn Lập không có lực phản kháng chút nào bị giọt quang cầu thôn vệ vào, trước mắt nhất thời tối sầm lại. Không biết trôi qua bao lâu, ý thức hắn mới chậm rãi khôi phục, bên tai lập tức chuyển đến tiếng vang ù ù cùng tiếng họ giết sung trời, như thủy triều cuốn tới làm hư không chung quanh tựa hồ cũng run rẩy theo. Trong lòng Hàn Lập cả kinh, con mắt lặng lẽ mở ra một khe hở, nhìn lại chung quanh. Giờ phút này quả nhiên hắn đang ở trên mảnh sa mạc màu đen này, giữa không trung cực cao lơ lửng từng đám mây màu đen dày đặc, khác với những tầng mây bình thường, đám mây đen này cực kỳ ngưng thực, giống như khối trì, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ áp bách. Từng đạo tử sắc lôi điện thô to giống như cự long xuyên qua trong tầng mây, lúc ẩn lúc hiện, thoạt nhìn dọa người vô cùng. Phía dưới mây đen là một đám người đông nghịt nhốn nháo, rõ ràng là hai nhóm tu sĩ đang chém giết nhau kịch liệt. Một phương, tất cả mọi người đều mặc áo giáp màu tím, đại đa số cũng có hình dáng tu sĩ, bất quá cũng có không ít ngoại tộc có đầu thú, sau lưng mọc lên hai cánh, hoặc là có đuôi dài, trên thân đều tản mát ra ma khí ngút trời, vậy mà tất cả đều là người của ma tộc. Số lượng những tu sĩ ma tộc này cũng rất đông, tối thiểu cũng cỡ hai ba trăm ngàn, tu vi đều không thấp, đại đa số đều cấp bậc luyện hư, hợp thể kỳ. Cũng có khối người cao hơn là chân tiên cảnh, kim tiên cảnh, thậm chí tu sĩ thái ất cảnh cũng có hơn 10 người, giờ phút này đứng trên không trung trước đại quân ma tộc, trên thân đều toát ra tử quang ngút trời, ngưng tụ thành các loại thần thông oanh kích hướng đối diện. Một người trong đó, Phía sau lưng ngưng tụ thành một pháp tướng màu tím ba đầu sáu tay, đoán chừng là người hắn vừa thấy bên dòng sông lớn. Hàn Lập thầm giật mình, đại chiến tụ tập hơn 10 tu sĩ thái ất cảnh không phải là chuyện đùa a. À. Hắn rời ánh mắt, nhìn phía đối diện, cách đại quân ma tộc không xa là một đội ngũ khác, những người này đều mặc chiến giáp màu vàng, tản mát ra kim quang mút trời, số lượng không ít hơn chút nào so với đại quân ma tộc. Trang phục này cũng không xa lạ với Hàn Lập, tuy có chút khác với áo giáp của giám sát tiên sứ nhưng đại thể vẫn có chút tương tự, hiển nhiên những tu sĩ giáp vàng này đều là người thiên đình. Thực lực đại quân thiên đình không hề yếu, tồn tại thái ất cảnh cũng có hơn 10 người, chia ra từng cặp đại chiến với hơn 10 tu sĩ thái ất cảnh ma tộc giữa không chung. Trong hư không phía sau đại quân thiên đình, hiện ra một vòng xoáy màu vàng lớn hơn 10 dặm, chuyển động u u. Giữa trung tâm vòng xoáy có một thông đạo cực lớn, đạt tới hơn một dặm, bên trong chấp động kim quang như thực chất, tản mát ra chấn động không gian mãnh liệt, chính là một thông đạo không gian từng đội tu sĩ giáp vàng liên tục từ bên trong đi ra không ngừng gia nhập vào đại quân thiên đình song phương chém giết kịch liệt cùng một chỗ tất cả sắc quang mang va chạm kịch liệt phát ra từng tiếng vang kinh thiên động địa nhất là tu sĩ thái ất chém giết càng đáng sợ giờ phút này mặt đất đã bị đánh ra đầy vết lồi lõm trải rộng từng đạo vết nứt như sông lớn trong đó ẩn hiện cuồn cuộn dung nham màu đỏ thầm hư không cũng bị vỡ ra khe hở không gian không ngừng lan tràn ra chung quanh Mảnh không gian này tựa hồ cũng không chịu nổi chém giết kịch liệt như thế, nhìn muốn sụp đổ hoàn toàn. Ma tộc và Thiên Đình đại chiến, Hàn Lập chấn động trong lòng, giờ phút này hắn đang phụ thể trên một bộ thi thể ma tộc, người này mặc áp giáp tím hoa lệ, thoạt nhìn tu vi không thấp, gã bị xuyên thủng bụng mà chết. Đột nhiên, một tiếng giống to đột nhiên từ dưới đất truyền ra, thanh âm tràn ngập sự tức giận. Mặt đất phía trước đại quân ma tộc đột nhiên nhô lên, lồi ra một cái ụ lớn, sau đó nổ bể ra một thân hình to lớn thình lình từ dưới đất chậm rãi chui ra. Hàn lập nhìn sang, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hít sâu một hơi. Thân hình to lớn này rõ ràng là một quái vật mập mạp, miễn cứng xem như hình người, hai con mắt hẹp dài, mũi dẹp, miệng rộng đến mang tai, miệng đầy răng nanh màu vàng sập, nước bọt không ngừng chảy ra ngoài, thoạt nhìn xấu xí buồn nôn vô cùng. Thân hình quái vật này cực kỳ cao lớn, đạt tới gần 10.000 trượng, nâng cao một cái bụng lớn, làn da toàn thân có vẻ khô héo, giống như nham thạch thô giáp, phía trên dính không ít dung nham đỏ thấm, nhưng quái vật mập mạp tựa hồ không bị ảnh hưởng gì, tay kéo theo một lang nha bổng cực kỳ lớn. Làm cho người ngạt thở chính là khí thức khủng bố từ trên thân quái vật mập mạp này tản ra, so với những tu sĩ thái ất cảnh giữa không chung không kém chút nào. Trong miệng quái vật mập mạp phát ra một tiếng giống kinh thiên, làm hư không phủ cận chấn động kịch liệt, tiếp đó bước nhanh đánh tới đại quân thiên đình, phát ra tiếng bước chân nặng nề vô cùng, mặt đất cũng rung rinh theo, chấn động làm những tu sĩ thiên đình đứng gần đó ngay cả đứng cũng không đứng vững được. Đây là quái vật gì? Trong lòng Hàn Lập giật mình, nhưng sau một khắc, mặt đất lại lắc lư kịch liệt, mặt đất phía trước đại quân ma tộc lần nữa nhô lên từng cái ụ lớn, tiếp đó từng quái vật mập mạp từ dưới đất chui ra, có tới hai ba mươi đầu, tay cầm cự bổng vung vẩy đánh tới hướng đại quân thiên đình. Từng lang nha bổng to lớn được huy động, tu sĩ thiên đình giống như từng con côn trùng nhỏ bị nghiền ép đánh giết, đại quân tiên phong lập tức sụp đổ, nhưng vào thời khắc này, âm thanh kèn lệnh rõ to từ trong Đại Quân Thiên Đình truyền ra. Tu sĩ Thiên Đình lập tức rút về phía sau như thủy triều, mấy trăm tên cự nhân màu bạc xuất hiện. Những cự nhân màu bạc này cao gần ngàn trượng, một đầu tóc bạc thẳng tắp như cương châm, mặt xấu xí, trên lưng sinh ra một cặp cánh bạc to lớn, phía trên lượn lờ từng tia chớp màu bạc. Lúc này, tay trái cự nhân màu bạc cầm một cái chùy ngắn màu bạc, tay phải cầm một thanh chùy lớn màu bạc, trên chùy ngắn và đại chùy đều tản mát ra trận trận khí tức lôi điện dọa người hai ba mươi đầu quái vật mập mạp chạy tới nhưng sắc mặt những cự nhân màu bạc này vẫn lạnh lùng không dao động chút nào hai tay nhanh chóng giơ lên vung chùy ngắn trong tay đập vào những quái vật kia ngay sau đó tay nắm đại chùy cũng vung lên trùng điệp đánh lên thân quái vật sau chùy ngắn một chút một tiếng sét vang lên mấy trăm đạo lôi điện màu bạc thô to từ trên tay cự nhân màu bạc bắn ra mỗi một đạo đều to đến vài chục trượt giống như từng chiếc lôi mâu to lớn màu bạc bổ vào thân những quái vật mập mạp kia Chấn động lôi điện pháp tác dọa người từ trong lôi điện màu bạc tản ra, dẫn tới mây đen lôi điện giữa không trung cũng cuồn cuộn kịch liệt. Trong mắt quái vật mập mạp lóe lên vẻ kinh hãi, trong miệng phát ra tiếng gầm thét, bên ngoài thân đại phóng hoàng mang, tay vung động lang nha cự bổng, quanh người lập tức xuất hiện từng bóng gậy, bảo vệ toàn thân. Thế nhưng trước lôi điện màu bạc, tầng tầng bóng gậy giống như tờ giấy bị tùy tiện đánh nát, lôi điện thô to màu bạc lập tức đánh lên trên người quái vật thân thể quái vật mập mạp thoạt nhìn cứng rắn vô cùng lập tức bị đánh ra từng cái lỗ lớn. Trong nháy mắt, hơn phân nửa thân thể quái vật trực tiếp vỡ ra, hóa thành thịt nát đầy trời. Còn lại số ít không bị chết đi, nhưng cũng trọng thương. Bất quá lôi quang màu bạc bên ngoài thân cự nhân màu bạc cũng gần như biến mất, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, quang mang trên chùy ngắn cũng ảm đạm tới cực điểm, thậm chí hiện ra từng vết nứt, tựa hồ là bảo vật chỉ sử dụng duy nhất một lần. Vào thời khắc này, mây đen phía trên cự nhân màu bạc bỗng nhiên cuồn cuộn, lôi điện màu đen trong vòng mấy trăm dặm hội tụ lại cuồn cuộn, trong nháy mắt hóa thành một cự trưởng lôi điện màu đen to mấy chục mẫu, đập xuống đầu cự nhân màu bạc. Một cỗ khí tức khủng bố dường như đập vụn toàn bộ hư không từ trên cự trưởng màu đen bộc phát ra, đè ép xuống. Nhưng vào lúc này, hư không phía trên cự nhân màu bạc lóe lên, một ngọn lửa màu vàng lăng không nổi lên, chính là một hỏa nhân màu vàng, toàn thân bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, không nhìn thấy rõ dung mạo. Người này vừa hiện thân, lập tức một tay co lại vỗ vào không trung một cái. Lúc này giữa không trung vang lên một âm thanh thật lớn, một long chảo cự đại do ngọn lửa màu vàng tạo thành lăng không hiện ra, không tránh không né đánh vào cự trưởng lôi điện. Phốc một tiếng trầm đục to lớn vang lên, cự trưởng lôi điện lập tức dừng lại giữa không trung, bị cự chảo ngọn lửa đón đỡ. Lực ma tử, người lợi dụng những thái thạc cự ma này dụ lôi thần bộ ta tới, thủ đoạn bực này ta há nhìn không ra. Hỏa nhân màu vàng cười ha ha một tiếng, nói đúng vậy không? Trong mây đen giữa không trung truyền ra tiếng cười lạnh, thanh âm chưa dứt, phía dưới mặt đất, một quái vật mập mạp trọng thương sắp chết há miệng lớn phun ra một đoàn huyết quang chói mắt, bắn ra nhanh vô cùng, lóe lên xuất hiện gần cự nhân màu bạc, hiện ra bản thể, chính là một viên cầu đỏ tươi to bằng nắm tay. Toàn thân viên cầu có màu huyết hồng, phía trên trải rộng từng tơ máu hết sức nhỏ, không ngừng ngọ nguậy giống như vật sống, toát ra huyết quang mút trời. Vạn ách huyết nguyên châu, hỏa nhân màu vàng nhìn thấy viên cầu máu, La thất thanh, thân hình thoát một cái tính bay xuống phía dưới. Muốn đi, không dễ như vậy, trong lôi vân giữa không trung lại vang lên một tiếng cười lạnh. Cự trưởng lôi quang màu đen đại phóng lôi quang, lập tức ép xuống hỏa diễm long chảo, đồng thời một ngón tay cự trưởng lôi điện hơi động một chút. Xoẹt một tiếng, hai đạo lôi điện thô to màu đen từ đó bay vụt xuống, lóe lên liền ngăn trước người hỏa nhân màu vàng, giống như một cây kéo lôi điện to lớn, hung hăng cắt một cái. chương 630, rằng co. Hỏa nhân màu vàng thấy vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên phồng lớn lên gấp mấy lần, hiển lộ ra thân ảnh là một đại hán khôi mô tóc vàng, quanh thân bị một tầng kim quang mông lung bao phủ, trong đó tản mát ra một cỗ chấn động pháp tắc mãnh liệt, tựa hồ là con linh vực của mình lại gần cách thân thể mấy trượng. Trên đầu sinh ra một đôi long giác kim sắc, trên hai gò má hiện ra từng mảnh vảy rồng kim sắc, trên cánh tay trần trụi cũng che kín một tầng kim lân dày đặc, hai bàn tay hoàn toàn biến thành một đôi kim sắc long trảo một đạo kim sắc long ảnh nổi lên quanh người, lập tức hóa thành một đạo hỏa quang bắn ra, lóe lên chui vào bên trong hỏa diễm long chảo giữa không trung. Hỏa diễm long chảo cũng lập tức sáng lên, lần nữa chống đỡ cự trưởng lôi điện. Đại hán tóc vàng gầm lên một tiếng, đồng thời đánh ra một quyền, kim sắc hỏa diễm lóe lên, một kim sắc cự quyền nổi lên, lập tức đánh nát hai đạo lôi điện màu đen, tiếp đó không ngừng chút nào chụp xuống viên châu huyết sắc phía dưới. Động tác của gã mặc dù nhanh kinh người, nhưng vẫn như cũ chậm một bước mặt ngoài viên châu huyết sắc phía dưới bỗng nhiên sáng lên huyết quang, sau đó nổ tung. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đồng thời một vòng mặt trời huyết hồng có đường kính vạn trượng lăng không nổi lên, vây kín mít mấy trăm cự nhân màu bạc vào trong. Kim sắc đại hán giữa không trung cũng bị mặt trời huyết sắc bao phủ vào trong. Mặt trời huyết sắc chấp động không ngừng, vô số hào quang huyết hồng cuồn cuộn ở phía trên, tản mát ra một cỗ chấn động pháp tắc to lớn. Mặt đất phía dưới cũng bị mặt trời huyết hồng tác động đến, lập tức giống như ngọn nến hòa tan nhanh chóng, hóa thành đạo đạo khói xanh tiêu thất trong hư không. Không ít người bên đại quân song phương cũng bị mặt trời huyết sắc cuốn vào trong đó, thân thể lập tức hòa tan, hóa thành một vũng máu. Cái này là huyết chi pháp tắc, hàn lập ở phía xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng chấn động. Năm đó Hồng Nguyệt đảo chủ tuy cũng sử dụng huyết chi pháp tắc, nhưng chẳng qua chỉ là một gã chân tiên, lại còn thông qua tín niệm lực ngưng tụ pháp tắc, so với mặt trời huyết sắc trước mắt quả thực là đom đóm so với trang rằm, một đạo hỏa quang kim sắc từ trong mặt trời huyết sắc bắn ra rơi ở phía xa thu vào hiện ra thân ảnh kim sắc đại hán trên người gã bị thương khá nhiều chỗ phải rồng bên ngoài thân cũng không ít nơi trở nên loang lổ thậm chí trực tiếp vỡ ra đại hán tóc vàng bấm quyết vung tay lên trên thân lập tức hiện ra một ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực hỏa diễm lướt qua chỗ tổn thương trên người gã nhanh chóng khôi phục trong nháy mắt trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu Giờ phút này mặt trời huyết sắc kia chớp lên hai lần, nhanh chóng biến mất. Mấy trăm cự nhân màu bạc trong huyết quang kia đều biến mất vô tung, không để lại đâu vết nào. Đại Hán tóc vàng thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy một bóng người từ trong mây đen trên không trung bắn ra, chậm rãi rơi xuống, chính là trung niên nam tử áo tím. Thoạt nhìn người này hơn 40 tuổi, mặt hiện lên từng đạo ma văn màu tím, hai mắt dài nhỏ, mũi ưng toàn thân tản mát ra một cỗ sát khí âm lãnh, làm cho người nhìn thấy không khỏi lạnh run. Ánh mắt hai người giao nhau, hai cỗ uy áp khổng lồ vô biên bỗng nhiên từ trên thân hai người tản ra, chạm vào nhau ầm vang. Hư không phụ cận chấn động không ngừng, nổi lên từng gợn sóng, mặt đất và bầu trời cũng lắc lư kịch liệt, phảng phất muốn long trời lở đất. Hàn lập ở phía xa giật mình, khí tức hai người này tản mát ra đều vượt qua thái ất cảnh, vượt xa đầu phê kim tiên thái ất hậu kỳ năm đó, chỉ sợ đều là tồn tại đáng sợ đại la cảnh. Tuy chiến trường phía dưới cách hai người khá xa, nhưng giờ phút này tựa hồ cũng bị uy áp hai người phát ra ảnh hưởng, nhao nhao ngừng chiến, đưa mắt nhìn lên. Đám tu sĩ thái ất cảnh đang giao thủ giữa không trung cũng tạm thời tách ra, mỗi bên đều bay về sau lưng đại hán tóc vàng và nam tử áo tím. Người cho rằng tiêu diệt lôi thần bộ là có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Buồn cười, đại hán tóc vàng cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Bên trong thông đạo không gian phía sau lấp lóe kim quang, một trận tiếng vang ù ù, từng chiếc thuyền lớn kim sắc từ đó bay ra ngoài, có đến 4-50 chiếc, toát ra kim quang mút trời, chiếu bầu trời mây đen thành một mảnh kim sắc. Mỗi chiếc thuyền lớn kim sắc dài đến mấy ngàn trượng, toàn thân khắc đầy phù văn hai màu kim ngân, giống như từng đầu kim sắc cự thú. Trên mỗi chiếc thuyền lớn đứng đầy tu sĩ thiên đình, cả đám bận rộn, thanh âm ken két từ trong thuyền truyền ra, trước mũi thuyền cũng có vài ống hình trụ kim sắc thô to, bên trong trống rỗng, âm u sâu thẳng không thấy đáy, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Mấy chục chiếc thuyền lớn kim sắc xếp thành một hàng, đầu thuyền nhắm ngay hướng đại quân ma tộc. Nam tử áo tím thấy cảnh này, con người có chút co rụt lại. Hàn Lập ở nơi xa, trong lòng hơi động, đội thuyền lớn này cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Kế tiếp, đoạn đối thoại của hai người càng làm trong lòng hắn chấn động. "Chỉ cần không gian thông đạo vẫn còn, đại quân Thiên Đình chúng ta sẽ không ngừng đi ra, nhất định hủy diệt toàn bộ ma vực, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Các ngươi nếu thức thời, lập tức tỏ rõ lập trường, đứng cùng thiên đình chúng ta, cùng đối phó luân hồi điện. Đại hán tóc vàng nói ra ngữ điệu uy hiếp, ma vực chúng ta sớm đã tỏ rõ lập trường, sẽ không tham dự tranh đấu giữa thiên đình các ngươi và luân hồi điện. Nam tử áo tím chậm rãi lắc đầu, nói ra từng chữ. Nếu các ngươi vẫn hồ đồ ngu xuẩn như cũ, vậy chớ trách chúng ta hạ thủ vô tình. Đại hán tóc vàng nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, vung tay lên. Đại quân thiên đình lập tức trào ra như thủy triều, toàn bộ tu sĩ thái ất cảnh cũng bay vụt lên, nhào về phía đại quân ma tộc. Đại quân ma tộc lập tức nghênh chiến, tu sĩ thái ất cảnh đứng ở sau lưng nam tử áo Bảo tím cũng lần lượt bay ra, đón lấy những tu sĩ thái ất thiên đình, giao chiến kịch liệt. Nam tử áo Bảo tím lại không có xuất thủ, lẳng lặng nhìn chiến trường trước mắt, trong đôi mắt chấp động tử quang, sau một khắc liền khôi phục nguyên dạng. Đại hán tóc vàng phía xa chợt cười ha ha, thân hình bắn ra, lóe lên xuất hiện trên không kim sắc cự chu, đồng thời cánh tay phải của gã đại phóng kim quang, trong nháy mắt cánh tay thô lớn gấp mấy lần, hóa thành một kim sắc long chảo to lớn, đầu ngón tay bộc phát ra vô số phù văn màu vàng, ra sức chụp xuống một bên hư không. Nơi xa nam tử áo tím nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Xoẹt một tiếng, kim sắc long chảo trực tiếp cào nát chỗ hư không kia, chui vào trong đó. Ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời từ trong hư không truyền ra, tiếp đó hào quang hai màu tử kim đại phóng, một cỗ linh áp to lớn bộc phát ra, trực tiếp xé rách chỗ hư không kia lớn gấp 10 lần. Một bóng người màu tím lảo đảo từ trong khe hở hư không đó bắn ra, chính là nam tử áo tím, quần áo trên vai thình lình vỡ vụn, lộ ra mấy vết thương máu me đầm đìa. Miệng vết thương phốc phốc một tiếng, dâng lên từng ngọn lửa màu vàng bé nhỏ, sau đó chui vào trong cơ thể nam tử áo tím. Nam tử áo tím biến sắc, miệng vết thương hiện lên hào quang màu tím, lập tức dập tắt các ngọn lửa màu vàng, thân hình bay ra phía xa. Giờ khắc này Nam tử áo tím đứng ở phía xa trên không đại quân ma tộc, thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo tử quang phiêu tán biến mất. Còn muốn lặp lại chiêu cũ, các hạ hẳn là quá ngây thơ. Đại hán tóc vàng cười lạnh liên tục, thân hình hóa thành một đạo kim ảnh bắn ra như tên nỏ, đuổi theo nam tử áo tím, đồng thời tay bấm quyết phun lên. Phù văn mặt ngoài mấy chục chiếc thuyền lớn kim sắc bỗng nhiên sáng lên, từng đạo kim quang vây quanh thuyền lớn nhấp nhô như nước chảy, bên trong thuyền lớn truyền ra tiếng vang ù ù, giống như tiếng lôi đình va chạm đoạn ống đồng đen kịt trước mũi thuyền kim sắc bỗng sáng lên một vệt kim quang, hơn nữa nhanh chóng trở nên rực rỡ lóa mắt, tản mát ra ba động linh lực dọa người. Trong chốc lát một tiếng vang thật lớn, hơn 100 cột sáng kim sắc thô to từ trên thuyền lớn kim sắc bắn ra, rơi vào trong đại quân ma tộc, lập tức âm thanh kêu rên nổi lên bốn phía. Đại quân ma tộc chạm một cái vào cột sáng kim sắc, cho dù tu vi cao hay thấp, thân thể đều vỡ ra, hóa thành thịt nát đầy trời một cột sáng kim sắc xuyên thủng trọn vẹn gần trăm tên ma tộc, mới chậm rãi ảm đạm biến mất. Một đợt cột sáng kim sắc qua đi, có tới mấy vạn ma tộc biến mất không còn tâm tích. Giờ phút này Hàn Lập nằm ở phía sau đại quân ma tộc, ngược lại không bị ảnh hưởng, nhưng thấy cảnh này, cũng cảm thấy hãi hùng khiếp phía. Thuyền lớn kim sắc lại có uy năng đáng sợ như thế, cột sáng kim sắc vừa rồi cơ hồ có thể so với một kích toàn lực của tu sĩ Thái Ất Cảnh. Đáng chết, nam tử áo tím thấy ma tộc tổn thương nghiêm trọng như thế, trong mắt giận dữ trong miệng cuồng hống một tiếng đuổi sát theo hư không đại hán tóc vàng bổ ra một trường lôi quang màu đen lóe lên một phiên luân phong cách cổ xưa bắn ra luân này toàn thân đen kịt đường kính chừng một thước một vòng ngoài rìa điêu khắc các loại đồ án yêu thú chỗ trung tâm là một đồ án hình người màu đen người này đầu đội mũ cao như màu gà mồi nhô cao ra ngoài giống như mỏ chim sau lưng mọc lên bốn cái cánh to lớn màu đen dưới chân đạp lên hai đầu lôi xà màu đen thoạt nhìn tà dị vô cùng, tựa hồ là thần linh nào đó cực kỳ cổ lão. Viên luân phong cách cổ xưa vừa bay ra, lập tức chuyển động quay tròn, nhanh chóng biến lớn lên, trong nháy mắt hóa thành cự luân đen nhánh to vài chục trượng, phía trên đồ án toát ra hắc sắc điện quang ngút trời, hơn nữa đồ án điều nhân thần linh chấp động không ngừng, tựa hồ sống lại. Một cỗ chấn động lôi điện pháp tác vô cùng mãnh liệt từ phía trên bộc phát ra, khiến cho hư không phụ cận cũng ảm đạm theo. Ầm ầm, từng tia chớp màu đen không ngừng từ trong mây đen giữa không trung rơi xuống, dung nhập vào trong viên luân màu đen, khiến cho luân này tản mát ra quang mang càng ngày càng sáng. nơi xa Hàn lập nhìn thấy viên luân màu đen, trong mắt lóe lên một tia rung động. trên mặt Đại Hán tóc vàng cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, hai tay lập tức bấm quyết phung lên. bên ngoài thân gã lóe lên kim quang, một kim sắc đại phiên lớn khoảng một trượng nổi lên, mặt ngoài là đồ án dòng sông hỏa diễm. Một cỗ hỏa diễm pháp tắc mãnh liệt không kém hơn viên luân màu đen từ trên kim sắc đại phiên bộc phát ra. Không đợi đại hán tóc vàng thúc dục kỳ phiên, bên trong viên luân màu đen vang lên một thanh âm chim hót bén nhọn. Tiếng hót này không lớn, nhưng lại có hiệu quả xuyên thủng thần hồn, thân thể đại hán tóc vàng run lên, thần thái trong mắt hiện ra một tia trì trệ. Trên viên luân màu đen lóe lên lôi quang, bảy tám đạo lôi điện thô to như nhánh cây từ đó bỗng nhiên bắn ra, vô thanh vô tức oanh kích lên lưng đại hán tóc vàng. Những đạo lôi điện này tuy vẫn có màu đen, nhưng màu sắc lại nhạt hơn nhiều, hơn nữa cho người ta một loại cảm giác ong ánh trong suốt, nhưng trong đó lại ẩn chứa lực lượng lôi điện pháp tắc lại làm người ta cực kỳ kinh hãi. Chương 631, lợi thế. Ý thức đại hán tóc vàng lập tức khôi phục lại, trong miệng hét lớn một tiếng, đại phiên màu vàng trước người đón gió lớn lên gấp trăm lần, mặt phiên xoay tròn, vô số quang đoàn màu vàng bắn ra, biến ảo thành một dòng sông hỏa diễm màu vàng, chảy quanh người u u mấy đạo tia chấp lóng lánh thô to bổ vào dòng sông hỏa diễm màu vàng lập tức tạo ra từng gợn sóng mãnh liệt toàn bộ dòng sông màu vàng chấn động kịch liệt mơ hồ có xu thế tan vỡ toàn thân đại hán đại phóng kim quang thân hình kéo dài mãnh liệt trực tiếp hóa thành một cự long ngũ trảo màu vàng dài mấy trăm trượng thân thể cự long này thon dài nhưng lại không mất đi cảm giác lực lượng toàn thân bao trùm một tầng lân phiến màu vàng thật dày trên mỗi lân phiến có từng đạo linh văn màu vàng thoạt nhìn kiên cố không phá vỡ nổi ngũ trảo lập lòe kim quang, tựa hồ có thể xuyên thủng huyết thảy. Một cỗ khí tức bàng bạc bộc phát ra, so với đại hán tóc vàng lúc hình người thì cường đại hầu như gấp đôi. Cự long màu vàng há to miệng, một cỗ kim quang thô to bắn ra, chui vào trong dòng sông hỏa diễm màu vàng. Dòng sông màu vàng lập tức sáng ngời, lớn thêm gấp mấy lần, hỏa diễm trong sông chảy gấp hơn, nhanh gấp mấy lần, chảy xiết ù ù phảng phất như tinh hà đứt gãy. Đạo tia chớp lóng lánh thô to kia lập tức bị dòng sông hỏa diễm màu vàng cuốn vào trong đó, rất nhanh liền bị nuốt hết. Ánh mắt nam tử áo tím chấp lên, hai tay bấm niệm pháp quyết phung lên. Trên người y đại phóng điện quang màu đen, khuếch tán ra chung quanh, hình thành một linh vực lôi điện màu đen to hơn 10 dặm, bao phủ đại hán tóc vàng vào trong. Vô số lôi điện cuồn cuộn bên trong linh vực, hình dáng không giống nhau, trong đó thình lình có mười mấy tia chớp màu đen cao lớn, từng tia đều tản mát ra chấn động lôi điện pháp tác làm cho người sợ hãi. Người thật muốn quyết sinh tử, cũng tốt, để ta lĩnh giáo một chút cuồng lôi linh vực của lực ma tử ngươi rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu. Sắc mặt cự long màu vàng khẽ biến, lập tức gầm lên một tiếng, hỏa diễm màu vàng quanh người đại phóng, cũng tính triển khai linh vực. Bất quá tựa hồ tốc độ nam tử áo tím nhanh hơn một chút, trong miệng tụng đọc chú ngữ, bấm niệm pháp quyết điểm một cái vào viên luân màu đen. Mười mấy tia chấp bên trong linh vực bắn ra, lóe lên chui vào trong viên luân màu đen. Viên luân màu đen lập tức biến lớn lên không ít, biến thành hình dáng hơi mờ, Phóng ra lôi quang lóng lánh không thể nhìn thẳng. Hơn 10 tia chớp lóng lánh vừa thô vừa to từ trong viên luân bắn ra, phảng phất như một rừng lôi điện, hơn phân nửa bổ về phía đại hán tóc vàng, còn dư lại non nửa oanh kích lên những thuyền lớn màu vàng kia. Lực ma tử, giao thủ với ta lại còn dám phân tâm. Cự Long màu vàng thấy cảnh này, giận tím mặt, hỏa diễm màu vàng bên ngoài thân đại phóng, nhưng không có hình thành lĩnh vực, mà lóe lên hóa thành một đoàn hỏa vân màu vàng to lớn vô số phù văn màu vàng cuồn cuộn trong hỏa vân, không ngừng phát ra thanh âm ầm ầm, không biết là thần thông gì, vừa ngưng tụ ra lập tức vèo một tiếng, hùng hổ bay về hướng nam tử áo tím. Những tia chấp đánh về phía dưới thuyền lớn, vậy mà gã không để ý đến chút nào. Hỏa vân màu vàng va chạm với những lôi điện lóng lánh kia, vậy mà không có bất kỳ thanh âm nào phát ra. Những lôi điện lóng lánh này lóe lên liền nhau nhau xuyên qua hỏa vân màu vàng, không bị bất kỳ trở ngại nào tiếp tục oanh kích về hướng cự long màu vàng. Thế nhưng hỏa vân màu vàng cũng không bị gì, tiếp tục đánh tới nam tử áo tím, lóe lên liền xuất hiện trước người y. Hỏa vân giống như vật còn sống nhanh chóng nhúc nhích biến hình, lập tức hóa thành một đầu rồng màu vàng giống như sơn phong, miệng lớn há to mãnh liệt cắn xuống. Nam tử áo tím biến sắc, thân thể bắn ngược ra sau, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết phung lên. Viên luân màu đen từ không trung bay vụt đến, thoáng một cái trống đỡ đầu rồng màu vàng kia. Đồng thời phụ cận vang lên thanh âm xùy xùy, bên trong linh vực lôi điện cuồn cuộn ngưng lại hóa thành tấm lưới lôi điện màu đen bao đầu rồng to lớn lại. Giống, đầu rồng màu vàng hất đầu lên mãnh liệt, một cỗ man lực đáng sợ đột nhiên bộc phát ra, chấn khai viên luân màu đen trước người vài phần, đồng thời miệng lớn há to phát ra một tiếng gào lớn. Một cỗ sóng âm đáng sợ bộc phát ra, ngưng tụ thành vô số hư ảnh đau thương mơ hồ, hình thành một dòng nước lũ sóng âm to lớn, trực tiếp xuyên thấu lưới lớn lôi điện màu đen, che phủ nam từ áo tím vào. Lưới lớn lôi điện màu đen đứt gãy thành từng khúc, hư không phụ cận cũng vỡ vụn ra giống như mặt kính. Nam tử áo tím bị dòng nước lũ sóng âm bao phủ, toàn thân run rẩy kịch liệt, thân thể thình lình nứt ra từng khe hở, tựa hồ muốn chia năm xẻ bảy ra, trong miệng máu tươi điên cuồng phun ra, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Biến hóa xảy ra liên tiếp phức tạp, nhưng kỳ thật phát sinh trong nháy mắt. Giờ khắc này, toàn thân cự long màu vàng được dòng sông lớn hỏa diễm màu vàng bao bọc, chảy xuôi theo ầm ầm hơn 10 tia chấp lóng lánh vừa thô vừa to bổ vào dòng sông lớn hỏa diễm màu vàng, phát ra tiếng nổ long trời lở đất, quấy nhiễu hỏa diễm sông lớn lên. Nhưng sông lớn hỏa diễm điên cuồng chảy xuôi, tuy những tia chấp vừa thô vừa to vẫn như cũ điên cuồng tàn sát bừa bãi, nhưng vẫn không ngừng bị hỏa diễm sông lớn thôn vệ, nhanh chóng yên ắng xuống. Cùng lúc đó, tiếng nổ mạnh bạo liệt liên tiếp từ phía dưới truyền đến. Những cự chu màu vàng bị lôi điện thô to đánh chúng, trực tiếp đứt gãy tàn phá hơn phân nửa. Cự long màu vàng không thèm để ý tới tình huống chung quanh khác, một đôi mắt rồng chỉ nhìn bóng hình nam tử áo tím bị đánh bay, thân hình to lớn của gã hóa thành một đạo kim ảnh bắn theo. Chết đi, theo một tiếng gầm giống như sấm rền truyền đến, hư không phía trên nam tử áo tím lóe lên, một cái long chảo hỏa diễm to lớn lăng không hiển hiện ra, hung hăng chảo xuống. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, hư không phía dưới nam tử áo tím chấn động cùng một chỗ, một vòng xoáy màu đen lăng không hiển hiện ra, thình lình hút nam tử áo tím vào long chảo to lớn chảo xuống lại bắt hụt, cự long màu vàng khẽ giật mình. Hư không cách đó mấy chục dặm lóe lên, vòng xoáy màu đen lần nữa hiển hiện ra, thân thể nam tử áo tím từ trong bắn ra. Vòng xoáy màu đen lóe lên lần nữa, một cột sáng màu xanh lá bắn ra, chui vào trong cơ thể nam tử áo tím. Toàn thân nam tử áo tím lập tức bị một tầng lục quang nồng đậm bao lại. Những vết thương trên người nhanh chóng khép lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, sau mấy hơi thở biến mất toàn bộ không thấy gì nữa. Cự Long màu vàng thấy cảnh này, đang muốn bay nhào tới đuổi theo lập tức thân hình dừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Đa tạ ma chủ đại nhân xuất thủ tương trợ, tuy trên mặt nam tử áo tím vẫn trắng xám một mảnh, nhưng hành động không còn đáng ngại, đứng lên không người thi lễ một cái về hướng vòng xoáy màu đen. Cự long màu và nghe nam tử áo tím nói thế, sắc mặt kịch biến, bỗng nhiên quay người, thân hình to lớn hóa thành một đạo kim quang phóng về hướng thông đạo không gian kia. Vậy mà quay người bỏ chạy, sát thương người tộc ta nhiều như vậy, lại còn muốn đào tẩu một âm thanh hùng vĩ lạnh như băng từ trong hư không truyền ra lời còn chưa dứt hư không phía trên cự long màu vàng đột nhiên lõm xuống giống như sụp đổ một cự trưởng màu bạc lớn gần mẫu lăng không hiển hiện ra vỗ xuống cự long màu vàng thân hình đang phi độn của cự long màu vàng lập tức chậm lại tuy cự trưởng màu bạc còn chưa rơi xuống nhưng hư không chung quanh đột nhiên trở nên trầm trọng vô cùng từ bốn phương tám hướng áp bách đến căn bản không thể tránh được hết thảy phụ cận đột nhiên dừng lại toàn bộ thanh âm biến mất không nghe thấy gì nữa, tầm mắt cũng bị che khuất, chỉ có thể nhìn thấy cự trưởng màu bạc trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn. Không, không, trong miệng cự long màu vàng phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, toàn bộ long lân trên người mở ra, bỗng nhiên từ đó phun ra từng đạo hỏa diễm màu vàng cực nóng vô cùng. Hư không phụ cận áp bách thân thể gã lập tức bị thiêu ra một đại độc, nhưng mà không có bất kỳ tác dụng, không gian áp bách chung quanh không yếu bớt chút nào. Phốc suy một tiếng, Cự trường màu bạc vỗ nhẹ lên người cự long màu vàng, thân thể cự long phảng phất như một quả trứng gà yếu ớt thoáng một phát bị đập vụn, hóa thành một bãi huyết nhục mơ hồ. Mọi người tại đây chứng kiến cảnh này, toàn bộ đứng ngây tại chỗ, không thể tin được tình cảnh trước mắt. Toàn bộ chiến trường trở nên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau một khắc, bốn phía nhao nhao vang lên từng trận âm thanh rít gào, là những tu sĩ thái ất thiên đình thoáng một phát thoát ly chiến trường, hóa thành các màu độn quang vọt về phía thông đạo không gian kia nhanh như điện. Cự trưởng màu bạc đưa lên một ngón tay điểm nhẹ một cái, đầu ngón tay lóe lên ngân quang rồi biến mất. Phốc một tiếng trầm đục vang lên, thân hình phi độn của những tu sĩ Thái Ất Thiên Đình đột nhiên dừng lại toàn bộ, trên trán đều lăng không hiện ra một lỗ máu, máu tươi hỗn tạp với óc ùn ùn chảy ra. Thần thái trong mắt bọn họ nhanh chóng ảm đạm, thân thể như tảng đá rơi xuống phía dưới. Cự trưởng màu bạc lập tức bắn ra, lòng bàn tay đại phóng ngân quang, trùng điệp vỗ vào phía trên vòng xoáy màu vàng kia. Nguyên bản không gian thông đạo ổn định lập tức dung chuyển kịch liệt, kim quang bên trong chấp động hỗn loạn vô cùng. Bất quá vào thời khắc này, trong không gian thông đạo hiện ra một mảnh phù văn màu vàng dài hẹp, ngưng tụ thành một pháp trận màu vàng, kiệt lực kìm hãm thông đạo dung chuyển. Nhưng chấn động không gian thông đạo càng lúc càng mãnh liệt, pháp trận màu vàng nhanh chóng ảm đạm. Bên trong cự trưởng màu bạc truyền ra một tiếng hừ lạnh, năm ngón tay khép lại, tay nắm chặt không gian thông đạo, sau đó bóp mạnh một cái không gian thông đạo rút cuộc triệt để tan vỡ phát ra một tiếng trầm đục to lớn sụp đổ xuống sau đó chậm rãi khép lại vòng xoáy màu vàng to lớn cũng theo đó phiêu tán rất nhanh triệt để biến mất vô tung đại quân thiên đình thấy cảnh này toàn bộ lộ ra vẻ tuyệt vọng ngược lại sĩ khí đại quân ma tộc đại thịnh dưới sự dẫn dắt của mười mấy tu sĩ thái ất cảnh ma tộc phá vỡ phòng tuyến đại quân thiên đình một cách đơn giản trắng trợn tàn sát một hồi thịnh yến giết chóc kéo dài Nam tử áo tím không để ý đến tình hình chiến đấu phía dưới, phi thân rơi vào bên cạnh cự trưởng màu bạc. "Chủ thượng, thuộc hạ đã cô phụ kỳ vọng của ngài, lần này nếu không có ngài ra tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi." Trên mặt nam tử áo tím lộ vẻ xấu hổ, thấp giọng nói ra. "Tuy thực lực ma vực chúng ta đủ để đứng ở một phương, nhưng so với Thiên Đình vẫn chưa đủ, hôm nay đổi một người khác thì kết cục không có khác biệt quá lớn." Cự trưởng màu bạc lóe lên hào quang, hóa thành một nhân ảnh màu bạc, trong miệng nói ra nhàn nhạt: Nghe nói thế, sắc mặt nam tử áo tím dễ nhìn hơn một chút. Những tu sĩ thiên đình còn lại không cần đuổi tận giết tuyệt, giết chết ba thành, còn lại giam cầm tu vi, đưa đến tu la đảo sung làm mano. Bóng người màu bạc nói tiếp, tại sao phải tha tính mạng những kẻ này? Đại quân tộc ta bị bọn hắn sát thương rất nhiều, làm như vậy chỉ sợ. Nam tử áo tím nhíu mày, có chút không hiểu nói. Hiện tại địch nhân chủ yếu của thiên đình là Luân Hồi Điện, lần này mặc dù xuất binh đến ma vực chúng ta, nhưng vẫn không có đạo tổ đích thân đến, có nghĩa thiên đình sẽ không thực trở mặt cùng ma vực chúng ta, nếu không hai mặt thụ địch đối với bọn họ cũng sẽ không tốt. Trận đại chiến này rất nhanh sẽ chấm dứt, giết chết ba thành những người này đã đủ để dẹp loạn phẫn nộ đại đa số tộc nhân, người còn thừa ngày sau dùng để đàm phán. Thời gian tiếp theo, giữa thiên ma sẽ cân bằng một đoạn thời gian. Bóng người màu bạc không nhanh không chậm nói. Chủ thượng sáng suốt, nam tử áo tím nghe vậy vui vẻ, gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Nơi đây giao cho ngươi, Động tính thiên đình bên kia vẫn phải theo dõi nghiêm mật, không thể khinh thường. Bóng người màu bạc lại phân phó một tiếng, lập tức thân hình nhoáng một cái, dung nhập vào hư không, biến mất không thấy. Nam tử áo tím đứng im lặng một lát, bay về phía chiến trường bên dưới. Phía sau chiến trường, hàn lập phủ thân trong cỗ thi thể kia, con mắt mở ra một khe hở, trong nội tâm thở ra một hơi. Cự trường màu bạc kia cho hắn một loại áp bách lớn lao không cách nào diễn tả được hơn xa hai vị đại la là nam tử áo tím và đại hán tóc vàng thiên đình kia. Sau khi cự trưởng kia xuất hiện, hắn liền lập tức thu liếm tất cả thần hồn lực vào, trốn vào chỗ sâu nhất trong thi thể, giờ phút này mới dám tỏa ra gật đầu một cái. chương 632, Ma Vực, Hàn Lập lấy lại bình tĩnh, sau đó bắt đầu thả thần thức ra, cẩn thận từng ly từng tí lan ra bốn phương tám hướng, quan sát tình hình chiến trường. Đại hán tóc vàng cầm đầu đại quân thiên đình bị bóng người ngân sắc bên ma tộc hiện thân đánh chết, lập tức những tu sĩ thái ất cảnh còn lại mất đi chiến ý, đại quân thiên đình vốn chiếm thế thượng phong lập tức đại loạn, chạy trốn tứ tán, mà đại quân ma tộc dưới sự dẫn dắt của những tu sĩ thái ất cảnh phấn khởi tiến lên. Trong lúc nhất thời, tiếng giết nổi lên bốn phía, rung động trời đất. Tu sĩ ma tộc đại la cảnh lực ma tử không có ra tay, nhưng phóng thích ra linh vực ẩn chứa lôi thuộc tính pháp tác bao phủ phạm vi vạn dặm. Tu sĩ ma tộc ở trong đó như mặc vào từng kiện áo giáp lôi điện, tốc độ tăng lên nhiều giống như thần trợ, mà những tu sĩ Thiên Đình lại bị lôi điện chi lực quấy nhiễu, ngoại trừ những tu sĩ thái ất cảnh bên ngoài, độn tốc của tất cả đều bị ngăn trở. Trước sau bất quá một nén nhang công phu, Đại quân Thiên Đình minh mông tan rã, bất quá Đại quân ma tộc cũng không đuổi tận giết tuyệt, mà bắt hơn phân nửa tu sĩ Thiên Đình làm tù binh, phong ấn tu vi, lấy đi chữ vật pháp khí, sau đó đưa vào bên trong từng chiếc phi thuyền lớn, tựa hồ muốn chở bọn họ đi đâu. Bên thiên đình còn dư lại mấy chiếc thuyền lớn kim sắc cũng bị đại quân ma tộc lục soát chiếm lấy, chậm rãi lái đi. Người của ma tộc bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập thi thể người chết trận. Bởi vì thân ở bên trong phạm vi linh vực của lực ma tử bao phủ, Hàn Lập không dám dị động chút nào, không nhúc nhích nằm im trên mặt đất, mặc cho những người ma tộc kia mang mình đưa vào một chiếc phi thuyền lớn chứa đầy thi thể. Hắn thấy tình hình này, thừa dịp còn có thời gian, dứt khoát thu liếm thần hồn, không để ý chung quanh nữa, dò xét trong đầu cỗ thi thể này, tìm kiếm mảnh vỡ trí nhớ còn sót lại. Âm âm một tiếng, một cỗ trí nhớ khổng lồ dũng mãnh tràn vào bên trong thần hồn hàn lập. Lần này trí nhớ nhiều hơn rất nhiều so với mấy lần xuyên không trước đây. Thần hồn hàn lập cũng đã thích ứng loại dung hợp này, nhưng vẫn cảm thấy một hồi đau đớn tê liệt. Bất quá hắn đã quen việc này, cắn răng chịu đựng. Qua một hồi lâu, đau đớn thần hồn mới chậm rãi biến mất, trong đầu lập tức nhiều ra vô số đoạn ngắn trí nhớ hắn nhẹ nhàng thở ra, tra xét rõ ràng, dù sao hết thảy chuyện vừa rồi, có quá nhiều điểm và địa phương nghi vấn chưa hiểu được, hy vọng có thể tìm được đáp án trong trí nhớ cỗ thi thể này. Kết quả vừa dò xét một chút, trong nội tâm hàn lập nhất lên từng đợt gợn sóng. Cỗ thi thể mà mình nhập vào này tên là U Ngạo, là một vị ma tộc Tu Vi đã đạt đến thái ất cảnh hậu kỳ, mà địa phương bây giờ tên là Ma Vực. Ma tộc, Ma Vực, thì ra là thế, hàn lập thì thào tự nói. Lúc chưa phi thăng đến chân tiên giới, mình đã trải qua một đoạn thời gian ở ma giới nhưng từ khi đi vào chân tiên giới cực hiếm gặp người thi triển công pháp ma đạo trong nội tâm sớm đã cảm thấy kỳ quái hôm nay từ trí nhớ u ngạo này ngược lại đã nhận được một ít đáp án kỳ thật người tu luyện công pháp ma đạo bình thường khi phi thăng đều sẽ xuất hiện tại ma vực giống như lúc trước tất cả người linh giới phi thăng đều đến tiên vực u ngạo này là một người phi thăng từ hạ vị ma giới nào đó từ trong trí nhớ của gã ma vực đồng dạng một chỗ chân tiên giới cùng thiếp giáp với mấy tiên vực chân tiên giới, chẳng qua xưa nay không qua lại với nhau, tương đối độc lập. Hàn lập vốn định từ trong trí nhớ của gã, dò xét một chút tin tức chủ nhân cự trưởng ngân sắc vừa mới xuất hiện kia, nhưng không tìm được trong trí nhớ người này, không biết là gã vốn không biết, hay là thiếu mất một đoạn trí nhớ. Mà đại chiến lần này, hắn nghe được một ít đại khái từ cuộc nói chuyện giữa hai đại la ma tộc lực ma tử cùng đại hán tóc vàng thiên đình, trong trí nhớ u ngạo đã bổ sung thêm một ít, tựa hồ thiên đình muốn kéo ma vực đứng về phe mình đối kháng luân hồi điện, bất quá ma tộc cũng không muốn tham dự cuộc tranh đấu này, vẫn bảo trì trung lập. Luân hồi điện, trong nội tâm hàn lập mặc niệm một chút cái tên này, ánh mắt chấp động. Hắn vốn cho rằng luân hồi điện bất quá là một thế lực đen tối nằm phía dưới đối đầu cùng thiên đình, thực lực chưa hẳn lợi hại bằng. Lúc này xem ra thực lực luân hồi điện chỉ sợ vượt xa mình dự đoán, lại để cho thiên đình không tiếc lôi kéo ma vực liên thủ. Căn cứ tình huống trước mắt, luân hồi điện ngoại trừ thành viên trung tâm luân hồi chi tử, bên ngoài cũng không thiếu chi nhánh tổ chức như vô thường minh, thập phương lâu, thoạt nhìn mặt ngoài là chấp hành nhiệm vụ tuyên bố cùng loại với tổ chức thương minh, dùng lợi ích khu động phân đà các nơi dẫn dụ tiên nhân gia nhập. Cũng không biết, cuối cùng luân hồi điện này là người phương nào thao túng phía sau, mục đích thực sự gì. Nếu không có mục đích không thể cho ai biết, thiên đình cũng sẽ không căm thù như thế, dù sao tại các đại tiên vực, tiên cung với tư cách đại biểu trực tiếp thiên đình, cũng không can thiệp vào nội bộ các thế lực đại tông môn trong vực, đương nhiên ngoại trừ Bắc Hàn tiên cung tiêu tấn Hàn. Hàn lập lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều những thứ này nữa, tiếp tục dò xét trí nhớ u ngạo. Đột nhiên, trong lòng hắn ổ nhẹ lên một tiếng, thì ra u ngạo này còn có một thân phận, chính là tu sĩ dưới trướng Quảng Nguyên Trai, lần này được Quảng Nguyên Trai phái tới đây, chỉ tiếc người này vận khí không tốt, đại chiến vừa mới bắt đầu liền bị hai gã tu sĩ thái ất cảnh thiên đình liên thủ ám toán, chết oan chết uổng. Quảng Nguyên Trai, đây không phải là cỗ thế lực Lam Dĩnh chủ trì sao? Chẳng lẽ là trùng hợp, hay là Quảng Nguyên Trai hạ giới, là chi nhánh thương hội Quảng Nguyên Trai ma vực phát triển ở hạ giới? Ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, trong trí nhớ u ngạo, Quảng Nguyên Trai không chỉ là đệ nhất thương hội hùng cứ ma vực, mà tại cái khác tiên vực khác cũng có nhiều chi nhánh, thế lực cực kỳ khổng lồ, nếu phát triển một ít thế lực ở hạ giới cũng không phải là chuyện bất thường. Nhìn thấy cái tên Quảng Nguyên Trai này, trong đầu Hàn Lập hiện ra bóng hình tử linh xinh đẹp. Nàng này có ngàn vạn lần quan hệ với Quảng Nguyên Trai ở hạ giới, không biết hôm nay nàng thế nào rồi, có phi thăng như nguyện ý hay không. Bất quá nàng tu luyện công pháp ma tộc, nếu phi thăng, 89 phần 10 sẽ phi thăng đến ma vực A. Còn có Nam Cung Uyển ở linh giới, không biết hôm nay nàng thế nào. Chỉ tiếc tình cảnh hắn hôm nay không tốt, căn bản không có bao nhiêu dư lực đi tìm các nàng. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, lập tức thu nhiếp tinh thần, hư ảnh chân ngôn bảo luân vẫn lơ lửng trước người hắn như cũ, thời gian đạo văn phía trên đã tắt hơn phân nửa. vừa rồi hắn quan sát đại chiến ma tộc và thiên đình tốn không ít thời gian. lần này hẳn là u ngạo vừa vẫn lạc không lâu, trí nhớ lưu lại vô cùng khổng lồ, muốn xem xét toàn bộ chỉ sợ sẽ tốn thời gian không ít, không thể lại lãng phí thời gian như vậy được. hàn lập ngưng tụ tâm thần tiếp tục dò xét trí nhớ người này, tìm kiếm tin tức hữu dụng trong đó. hiện tại điều quan trọng nhất là khu trừ sát khí trong cơ thể, tiến giai thái ất cảnh vì vậy phải tìm kiếm tin tức lúc u ngạo đột phá thái ất cảnh. Rất nhanh, nhãn tình hàn lập sáng lên, đoạn trí nhớ này của u ngạo vẫn còn bảo lưu, mà lại rất nguyên vẹn. Trong lòng của hắn mừng thầm, vội vàng cẩn thận xem xét. Sau một lát, vẻ vui mừng trong mắt hắn chậm rãi biến đi. Lúc người của ma tộc đột phá thái ất cảnh cũng không có gì khác biệt với tu sĩ, đều là khu trừ sát khí trong cơ thể, tu thành thân thể tinh khiết thái ất ngọc tiên. Năm đó u ngạo khu trừ sát khí trong cơ thể sử dụng phương pháp có chút kỳ lạ, thực sự không phải phục dụng đan dược khu trừ sát khí, mà lợi dụng một loại ma thú đặc thù tên là mộng mô ở ma vực, thôn vệ sạch sẽ sát khí trong cơ thể mình, mới có thể tiến dai. Mộng mô là một loại huyến thú kỳ dị chỉ có ở ma vực, có thể thôn vệ vạn vật, thậm chí có thể thôn vệ trí nhớ, cảnh trong mơ của người đó. Số lượng loài thú này cực ít, ở toàn bộ ma vực cũng hiếm khi xuất hiện, hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều bị một ít đại nhân vật bắt lấy thu làm linh thú dù sao con vật ấy có thần thông thôn vệ sát khí thực sự dùng quá tốt mặc dù tồn tại đại la cũng rất coi trọng mộng mô này dùng bồi dưỡng hậu nhân lại rất tiện lợi lúc trước U ngạo cũng bỏ ra đại giới cả đời mới gia nhập quảng nguyên trai mượn lực lượng quảng nguyên trai mới cầu sử dụng mộng mô một lần thuận lợi tiến giai thái ất cảnh hàn lập thở dài hiện tại hắn đang ở hắc sơn tiên vực cách ma vực không biết bao xa muốn sử dụng phương pháp này đột phá thái ất cảnh hầu như không có khả năng trong lòng hắn mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không ngừng lại thần hồn tiếp tục dò xét trí nhớ u ngạo u ngạo chính là một vị tu sĩ thái ất hậu kỳ những thứ chân quý trong trí nhớ thật sự quá nhiều từng kinh nghiệm tu luyện cảnh giới đủ loại thần thông công pháp bí thuật ma tộc để cho hắn mở rộng tầm mắt tâm tình thất vọng rất nhanh bị dứt bỏ sau một lát sắc mặt hàn lập lộ vẻ kinh hỉ trong trí nhớ u ngạo hắn thấy được một môn bí thuật tên là cửu u ma đồng danh như ý nghĩa bí thuật này là một loại linh đồng chi thuật tu luyện tới cảnh giới cao nhất có thể đuổi tận trời xanh nhìn xuống cửu u cực kỳ lợi hại đồng thuật này tuy rằng lợi hại nhưng điều kiện tu luyện cũng vô cùng hà khắc toàn bộ ma vực cũng không có mấy người tu thành tuy u ngạo nhận được phương pháp tu luyện đồng thuật này nhưng cũng không có tu luyện muốn tu luyện thuật này đầu tiên cần phải có trụ cột linh mục nhất định nếu không hai mắt căn bản không thể thừa nhận được uy năng cường đại của thuật này, ngược lại sẽ bị hủy diệt. Tiếp theo quá trình tu luyện đồng thuật này cực kỳ dài lâu, hơn nữa người tu luyện thuật này phải quán chú ma khí nhiều năm trong cơ thể đến đồng tử, chậm rãi săn sóc. Bất quá nếu như vậy, sẽ làm chậm lại tốc độ tu luyện. Thứ đến tu luyện cửu u ma đồng cần phối chế nước thuốc phụ trợ đặc thù, dược liệu cần thiết đều phi thường chân quý, yêu cầu niên đại cũng cực cao. Ba cửa ải này cực kỳ khó khăn, khó trách u ngạo dù là cao thủ thái ất hậu kỳ cũng phải chùn bước. Hàn Lập nhìn thấy những tin tức này, trong lòng nổi lên một tia hưng phấn. Ba cửa ải này tuy khó không phải chuyện đùa, nhưng với hắn thì không phải không có cách giải quyết. Trước kia hắn đã tu luyện thanh minh linh mục, những năm này cũng hao tốn không ít tâm tư bồi dưỡng, mà phạm thánh chân ma công của hắn có thể tu luyện ra ma khí tinh thuần, đủ điều kiện tu luyện cửu u ma đồng. Hiện tại hắn có thời gian pháp tắc, phạm thánh chân ma công hắn thường dựa vào đã không còn mạnh, nhưng lại tu luyện ra ma khí dễ dàng, vừa vặn lấy ra ôn dưỡng hai mắt. Về phần phối chế nước thuốc phụ trợ, hắn có trưởng thiên bình trong tay, vấn đề cũng không lớn. Cách điều chế nước thuốc hắn cũng đã xem qua, tuy đều là tài liệu chân quý, nhưng cũng không phải là không thể tìm được, chẳng qua là niên đại yêu cầu khá cao mà thôi. Thêm nữa lại trùng hợp, trong tài liệu điều chế lại có cực mục thảo. Linh thảo này lúc trước hắn lấy được trong minh hàn tiên cung không ít, đã trồng vào trong không gian hoa chi, muốn thúc đẩy sinh trưởng cũng không phải việc khó. Hàn lập lại nhìn bí thuật tu luyện cửu U Ma Đồng mấy lần nữa, chắc chắn một chữ cũng không quên, lúc này mới thả lỏng trong lòng, tiếp tục dò xét tin tức của gã kia. Thời gian trôi qua từng chút, rốt cuộc thời gian đạo văn trên chân ngôn Bảo Luân đều ảm đạm. ầm ầm, theo đó, một lực hút khổng lồ từ trên chân ngôn Bảo Luân hiện ra, thần hồn Hàn lập lập tức bị kéo ra khỏi đầu U Ngạo. Chương 633, Luyện Đồng Bên trong mật thất, thân thể Hàn Lập hơi chấn động, tiếp theo liền phát hiện mình đã trở về thế giới thật theo tinh bích trước mắt dần tiêu tán chân thực chi nhãn trên chân ngôn bảo luân cũng chậm rãi khép lại thời gian đạo văn trên đó lại trở nên ảm đạm vô quang hàn lập thu pháp quyết lại cũng thu cả chân ngôn bảo luân quang âm tịnh bình cùng cát vàng đầy trời lại trên mặt lộ ra vẻ do dự sau một lúc lâu hắn khoát tay lên mặt một vòng mặt nạ long ngũ hiển hiện ra hai tay hắn bấm pháp quyết lập tức tiến nhập vào giao dịch vô thường minh thuần thuộc tuyên bố một mảnh nhiệm vụ dài hẹp cầu mua rất nhiều loại tài liệu để phối chế nước thuốc dùng tu luyện cựu U Ma Đồng. Sau khi hoàn thành, ngón giữa và trò tay phải hắn sáng lên hào quang, đường vân đóa hoa hiển hiện ra, một mảnh ngân quang bắn ra, trước người xuất hiện một tòa quang môn màu bạc cao hơn một trường. Thân hình hắn khẽ động, liền tiến vào bên trong quang môn, trực tiếp đi tới linh dược viên. Giờ phút này linh khí trong dược điền giạt rào, hơn 10 bộ cử viên khôi lỗi vẫn đang bận rộn, diện tích dược điền mới tạo nên lại khuếch trương thêm không ít hàn lập đi dọc theo bờ dược viên thấy linh thảo gieo trồng lúc trước cơ bản đã thích ứng với hoàn cảnh bên trong dược viên chỉ có số ít linh thảo đẳng cấp cao thì phiến lá hơi cháy vàng lộ ra vẻ héo hon hắn gọi một đầu cử viên khôi lỗi tới lật tay lấy ra một bình ngọc giao cho nó lệnh nó cứ cách nửa tháng lại nhỏ một giọt lên linh thảo cháy vàng này giao phó xong hàn lập chậm rãi tiến vào phía trong đi tới khu vực gieo trồng cực mục thảo cực mục thảo gieo trồng nơi này niên hạn cơ bản đều vài vạn năm trở lên, đã có thể dùng phối chế linh dịch được rồi. Bất quá căn cứ nội dung ghi chép của cửu U Ma Đồng, trong rất nhiều dược liệu kể cả cực mục thảo, năm tuổi càng cao thì càng tốt, luyện chế ra nước thuốc phụ trợ có công hiệu càng mạnh. Hàn lập lấy tiểu bình màu xanh sấm từ trước ngực xuống, lắc lắc bình, sau đó nghiêng miệng bình đổ xuống cực mục thảo. Một giọt linh dịch màu xanh biếc rơi xuống lơ lửng, bị hàn lập cong ngón tay cách không búng một cái, vỡ thành một mảnh hơi nước lóng lánh, rơi vãi xuống bảy tám gốc cực mục thảo. Hàn Lập im lặng nhìn phiến lá cực mục thảo dính đầy giọt nước lóng lánh, như sương sớm ban mai, trầm tư một lát, sau đó tiếp tục đi sâu vào trong dược viên. Trong một góc sâu có một mảnh linh điền tím đen như đầm lầy, đạo binh mẫu đậu sinh trưởng bên trong đã lớn lên không ít, bên trong sương mù màu tím mở mịt lóe lên điện mang, có chút mơ hồ không rõ. Bất quá xem khí tức truyền ra, lại không có gì bất thường. Hắn tiếp tục đi vào, bên trong là mảnh linh điền mới được khai phá, tuy đã đổ vào linh dịch, Hoàn thành quá trình cải tạo chuyển hóa, nhưng vì chưa gieo trồng linh thảo nên nhìn có chút trống rỗng. Hàn Đạo Hữu, thứ cho ta nhiều chuyện hỏi một câu. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Hàn Lập quay người nhìn lại, chỉ thấy Ma Quang đang đi dọc theo linh dược biển tới. Ma Quang Đạo Hữu cứ nói đừng ngại, Hàn Lập nói, bên trong động Thiên Chi Bảo tuy có thiên địa linh khí lưu chuyển, nhưng dù sao cũng không phải là hư không thiên địa chính thức, cuối cùng vẫn có cực hạn đấy. Một khi gieo trồng quá nhiều linh thảo vượt qua cực hạn chứa đựng nơi này linh khí trong động thiên không thể tiếp tục lưu chuyển được nữa lúc đó có khả năng làm linh khí suy kiệt động thiên héo rũ ma quang nói như thế điểm này ta đã cân nhắc qua lần này sẽ gia tăng cho động thiên một ít cấm chế hàn lập gật đầu nhẹ nói ra hàn đạo hiếu làm việc luôn cẩn thận chặt chẽ ngược lại là ta quá lo lắng rồi ma quang cười nói ma quang đạo hiếu có ý tốt ta há không biết lúc trước ta bài trừ ra một ít sát khí gom góp được vốn định một lát đi tới trúc lâu đưa ngươi không ngờ đạo hữu ngươi lại tới trước dứt lời hàn lập đưa tay ném tới một túi chữ vật màu đen kéo lê trên không trung một đường vòng cung rơi vào trong tay ma quang vậy thì đa tạ hàn đạo hữu rồi ma quang dò xét một chút trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn lập tức nói ra không sao trước chúng ta về trúc lâu bên kia a à. hàn lập khoát tay áo nói ra hai người tới hồ nước bên cạnh tử trúc lâu ma quang nói muốn tiếp tục tu luyện nên đi trở về trong lâu trước. Hàn Lập đi một mình dọc theo bờ hồ hai vòng, tại một số vị trí đặc thù lấy ra từng khối đá tròn khắc đầy phù văn ném vào trong nước, thỉnh thoảng vé lên từng gợn nước. Sau khi ném tất cả phù thạch áp trận vào hồ nước, cổ tay hắn vòng một cái lấy ra một chuôi thanh trúc phong vân kiếm, khắc hỏa kỹ càng lên mặt đất xung quanh hồ nước. Mỗi một lần mũi kiếm di động đều cuốn theo vạn cổ kiếm khí tiên linh lực, đâm thật sâu vào mặt đất. Không bao lâu, một tòa phù trận to lớn phức tạp xuất hiện xung quanh hồ nước. Hàn Lập thấy vậy, phun ra một ngụm chọc khí, cổ tay vòng một cái thu trường kiếm vào, trong lòng bàn tay lóe lên hào quang, nhiều ra một khối tinh thạch thông thấu, trong tinh thạch này ẩn chứa tiên linh lực hầu như ngưng thành thực chất, rõ ràng là một quả tiên nguyên thạch trung phẩm phẩm chất cực cao. Trong lòng bàn tay hắn nắm chặt khối tinh thạch kia, lông mày hơi nhăn lại, trong mắt hiện lên vẻ đắn đo. Nhưng do dự không bao lâu, hắn liền đứng thẳng người, bàn tay nhấc lên, quăng miếng tiên nguyên thạch trung phẩm đó ra miếng thiên nguyên thạch kia xẹt ra một đường vòng cung giữa không trung bóng một tiếng đã rơi vào phía dưới đóa tử kim liên hoa lập tức biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó một hồi thanh âm như nước sôi từ chính giữa hồ nước chuyển đến từng bong bóng cực lớn từ phía dưới tử kim liên hoa bay lên sau đó nổ bể ra từng cỗ xương mù màu tím nồng đậm từ trong bong bóng nổ tung bốc ra tràn ngập cả hồ nước bay thẳng lên che khuất cả tòa tử trúc lâu hàn lập cảm thấy một làn gió mát vô hình từ trong hồ nước bay lên Vốn ra bốn phương tám hướng, liền có linh khí nồng đậm chảy tới đây, làm hắn cảm thấy tâm thần sảng khoái. Đứng bên cạnh hồ nước một lúc lâu, thân hình Hàn Lập bỗng nhiên lóe lên, đột nhiên biến mất. Hầu như cùng lúc đó, thân ảnh của hắn lại xuất hiện trong một chỗ sâu hẻo lánh ngay rìa động thiên, lật tay lấy ra một khối trận bàn đã luyện chế từ trước, trên đó có chứa một viên tiên nguyên thạch bình thường, chôn sâu nó vào dưới mặt đất. Sau đó, thân ảnh của hắn chấp động liên tiếp, không ngừng xuất hiện tại nhiều nơi hẻo lánh trong động thiên hoa chi chôn sâu từng khối trận bàn đã khảm viên nguyên thạch xuống dưới đất. Cuối cùng tất cả trận bàn chôn xuống đất, giống như hạ xuống một ván cờ đã tính trước khá xa, rốt cuộc cả tòa pháp trận động thiên thành hình. O, O, N, G một tiếng kim loại run rẩy vang lên. Bên trong động thiên, từng chỗ sáng lên liên tiếp hào quang, tất cả trận bàn đồng thời vận chuyển, hóa thành từng cột sáng sông thẳng lên không trung. Trong hồ nước bên cạnh tử trúc lâu, tử kim liên hoa nở rộ hào quang, ngay gần nó, một nụ hoa lớn chừng quả đấm đột nhiên mọc ra, lóe lên kim quang, nở rộ ra. Bỏ một quả trung phẩm tiên nguyên thạch, đổi lấy một đóa tịnh đế liên nở, Hàn đạo hữu thật đúng là hảo thủ đoạn, ít nhất trong vòng trăm năm sau không cần lo lắng linh khí trong động thiên này không đủ rồi. Ma Quang đứng ở trước cửa sổ tầng hai chút lâu, nhìn cảnh tượng hồ nước phía dưới, khóe miệng hơi cong lên, tán thưởng nói. Hàn Lập mỉm cười, không để ý đến lời nói Ma Quang, trong nội tâm có chút thỏa mãn với biến hóa linh khí trong động thiên hoa chi. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, tất cả dị thanh trong động thiên dần dần biến mất. Hàn Lập lại dò xét bổ khuyết các nơi trong động thiên một lần, sau đó mới quay trở về mật thất. Trong động thiên hoa chi tốn thời gian khá lâu, đến khi hắn trở về đã là canh ba nửa đêm rồi. Trên mái vòm mật thất có một lỗ tròn nhỏ, có một đạo nguyệt quang sáng như tuyết rủ xuống, chiếu rọi trước người hắn. Hàn Lập im lặng nhìn một lát, sau đó tháo tiểu bình màu xanh sẫm trước ngực xuống, đặt dưới ánh trăng. Xuân qua đông tới, Nhàn Vân Cốc vẫn trải qua biến hóa bốn mùa như thế tục, trong chớp mắt đã qua hơn 30 năm, trong cốc vẫn lặng yên như trước. Trong thời gian này, Hàn Lập liên tiếp thu mua các loại tài liệu phụ trợ phối chế nước thuốc từ trong vô thường minh, dùng lục dịch tiểu bình thúc dục các loại linh thảo trong linh dược viên. Trong đó các loại linh thảo, kể cả cực mục thảo, dưới sự thúc dục của lục dịch đều đạt đến niên hạn cao hơn so với yêu cầu trong bí thuật, khiến cho phẩm giai linh dịch Hàn Lập luyện chế ra vượt xa yêu cầu bí thuật. Giờ phút này, hắn đang ngồi trong mật thất, nhắm mắt điều tức. Đến nửa đêm, tất cả đèn đuốc trong mật thất đều tắt, chung quanh một mảnh đen kịt, chỉ có một cột sáng lạnh trong to cỡ cánh tay từ trên lỗ thủng mái vòm phóng xuống. Nhờ ánh trăng, có thể thấy trước người Hàn Lập đang đặt một cái bình sứ cổ bạch ngọc, miệng bình mở ra, bên trong chứa một chất lỏng lóng lánh màu tím nhạt, ánh sáng gợn lan tan. Đúng lúc này, bỗng nhiên hai mắt Hàn Lập mở ra, Minh Thanh Linh mục vận chuyển, trong con mắt sáng lên hai đạo lam quang trầm tính. Chỉ thấy hai tay hắn bấm pháp quyết, quanh thân sáng ngời hào quang, từng miếng lân phiến tử kim hiện ra bên ngoài thân, tiên linh lực bàng bạc trong cơ thể không ngừng chuyển hóa thành ma khí đen kịt, từ khe hở kim lân tỏa ra khắp nơi. Trong nội tâm Hàn Lập nhớ lại khẩu quyết bí thuật cửu u ma đồng, hai tay bấm nhanh pháp quyết, giơ lên chỉ tới hướng miệng bình xứ. Chỉ thấy một mảnh chất lỏng màu tím nhạt từ trong miệng bình bay ra, chậm rãi lướt qua ngón tay của hắn trong hư không, được dẫn dắt rơi vào trong hai tròng mắt hắn. Chất lỏng lóng lánh chảy vào hai mắt, lập tức Hàn Lập cảm thấy trong mắt truyền đến một cảm giác đau đớn kịch liệt như bị đốt cháy, hắn vô thức muốn nhắm mắt lại, nhưng vẫn dựa vào ý chí cường đại cố gắng nhịn đau. Dùng nước thuốc phối chế tẩy rửa hai mắt là bước đầu tiên tu luyện cửu u ma đồng, cũng là một bước 10 phần trọng yếu, giống như tu luyện luyện thể, là dùng để đánh xuống trụ cột tu luyện. Hai mắt Hàn Lập trợn lên, hai bên khóe mắt đều có nước mắt chảy xuống, cuốn theo một ít tạp chất không cách nào thấy được, trên gương mặt chảy ra từng vết trắng nhạt. Trải qua một lần tẩy rửa này, làm quang trong hai mắt hắn trở nên yếu ớt thêm vài phần, nhưng lại càng thêm trong trẻo thấu triệt, viền đáy mắt lại xuất hiện rất nhiều tơ máu nhỏ. Lúc này, hai tay hắn chợt biến đổi pháp quyết, hai tay đưa về phía trước một cái, mỗi bên dựng thẳng lên một ngón tay, điểm tới ánh mắt của mình. chương 634, Sự tình kỳ lạ, đúng lúc này, bên trong mật thất không có gió nhưng dậy sóng, hắc sắc ma khí tuôn trào cuồn cuộn. Ở chính giữa, lăng không sinh ra hai vòng xoáy nhỏ, xoay tròn kịch liệt, hóa thành hai cột khí màu đen hình xoắn ốc to cỡ ngón trỏ, bay thẳng vào hai mắt Hàn Lập. Lúc này, lam quang trong hai mắt Hàn Lập sáng tỏ, thoạt nhìn giống như ánh trăng dưới giếng, khi cột khí màu đen tràn vào trong nháy mắt dập dờn, trở nên mơ hồ không rõ. Một đôi mắt này tựa như hai cái động không đáy, không ngừng hút ma khí vào, không lâu sau liền trở nên nặng nề như sương mù trong vực sâu, khiến cho người không thể nhìn thấu. Lúc này, hai tay hắn thu về trước người, đánh ra một cái pháp quyết cổ quái, cứ như vậy lẳng lặng ôm chặt trước người, không cử động nữa. Từng vòng quang văn tử kim từ dưới thân hắn sinh ra tầng tầng, khuếch tán ra chung quanh. Năm tháng dài rằng dặc nhoáng một cái lại qua mấy năm. Bên trong mật thất động phủ vẫn lặng yên một mảnh, hàn lập trong bộ thanh bào đang ngồi khoanh chân tĩnh tỏa, vẫn duy trì trạng thái ôm chặt bấm quyết như cũ. Lần phiến tử kim trên người hắn đều đã biến mất, ma khí bao phủ bốn phía cũng không còn, chỉ có từng vòng quang văn tử kim dưới thân vẫn không ngừng khuếch tán ra như gợn nước. Chính vào lúc này, bỗng nhiên hai tay hắn khép lại, trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ. Mí mắt hắn mở ra, trong nháy mắt trong đôi mắt phóng ra hai cột sáng từ kim ngưng tụ như thực, như hai ngọn đèn chiếu sáng cả căn mật thất. Hết thảy bột phấn hạt bụi nhỏ trong mật thất trở nên rõ ràng rành mạch, ngay cả rất nhiều cấm chế lúc trước hắn bố trí xuống cũng đều nhìn ra không sót gì. Hàn lập ngẩng đầu lên nhìn vào lỗ thủng trên mái vòm, chỉ thấy trên bầu trời cao vạn trượng mây trắng đang lưu chuyển, lông đuôi chim nhạn đang bay cũng xuất hiện rõ ràng trước mắt hắn, thậm chí ngay cả biến hóa của hai cánh đang vỗ cuốn lên rất nhỏ khí lưu cùng linh khí, cũng trở nên rõ ràng. Tựa hồ vạn vật khắp nơi, dưới đôi mắt u đồng này, không thể che giấu. Cửu u ma đồng sơ thành đã như thế, còn có thêm thần thông gì hắn vẫn không cách nào xác định, vẫn cần ngày sau ở một hoàn cảnh đặc thù khác mới có thể kiểm tra được. Bất quá, thị lực của hắn tăng trưởng rất rõ ràng, so với minh thanh linh mục trước kia tự nhiên mạnh hơn rất nhiều. Một lát sau, dị tượng trong đôi mắt hàn lập bắt đầu biến mất hào quang màu tím dần dần biến mất lần nữa khôi phục màu xám bạc rực rỡ khóe miệng của hắn hơi nhếch lên đưa tay quét qua gương mặt mình mặt nạ long ngũ thoáng hiện hóa thành một nam tử bình thường có màu da hơi tái nhợt một đôi mắt xám bạc cũng chuyển thành màu đen nhánh hàn lập đứng dậy hoạt động gân cốt một chút mở cửa mật thất đi ra ngoài lần này bế quan thời gian cũng không ngắn trong đó cảnh dương thượng nhân cùng nhiệt hỏa tiên tôn đã từng tới nhưng được khôi lỗi báo hàn lập đang bế quan nên cũng không quấy dày tự động rời đi cho nên sau khi xuất quan hắn liền đi gặp hai người một lần thời tiết giã hạc cốc đang mùa rét đậm một trận tuyết lớn làm cả rừng núi đều phủ trắng bất luận rừng tùng hay biển trúc đều phủ lên tầng tuyết hy dày đặc tuyết động trong rừng và phiến đá dày đến cả nửa thước hàn lập rời động phủ không có cưỡi gió đi mà dẫm lên tuyết động kêu lên cót két vừa đi vừa thưởng thức cảnh tuyết hạt sương hai bên đường lớn tiến sâu vào trong cốc đi tới nửa đường đột nhiên hắn phát hiện nơi xa rừng sâu mơ hồ thấy một góc mái nhà cong lúc trước nơi đây cũng không có hiển nhiên là mới xây trong lúc hắn bế quan còn đang nghi hoặc sau một tảng đá trên đường xuất hiện một bóng người rõ ràng tuyết đã ngừng nhưng trong tay gã vẫn đang cầm một cây dù màu đỏ sập đang đi ra hướng bên ngoài cốc lúc tới gần hàn lập thấy rõ khuôn mặt đối phương là một nam tử trẻ tuổi cực kỳ thú mỹ trên mặt tựa hồ có chút son phấn cả người được giấu trong áo khoác màu đỏ nhìn càng thêm tái nhợt thời điểm đi ngang qua nam tử nhìn hàn lập mỉm cười thoáng thi lễ nhưng không có lên tiếng hàn lập nhẹ nhàng thi lễ lại cũng không nói tiếng nào sau khi đi qua hai người vẫn tiếp tục tiến lên trên mặt tuyết lưu lại từng dấu chân của hai người chẳng lẽ bên trong cốc có người mới tới hàn lập hơi nghi hoặc một chút lắc đầu tiếp tục đi sâu vào trong cốc đi dọc theo đường núi vài dặm rốt cục hắn đi tới động phủ trên một vách núi của nhiệt hỏa tiên tôn lại vừa hay nhìn thấy một bóng người từ vách núi bay lên đang muốn rời cốc. Nhiệt hỏa đạo hiếu, vội vã đi đến nơi nào đấy? Hàn lập vội vàng kêu lên, thân hình nhiệt hỏa tiên tôn vừa lướt lên nghe vậy, vội vàng chậm lại, quay người trở xuống. Lệ đạo hiếu, người đã xuất quan, trên mặt nhiệt hỏa tiên tôn lộ ra một nụ cười, nói. Hôm nay vừa xuất quan, biết người trước tới tìm ta, liền tới đây bái phỏng hàn lập vừa cười vừa nói. Lúc trước tới thấy người đang bế quan, nên không có quấy giày. Nhiệt hỏa tiên tôn gật gật đầu, nói, à, thế nhưng có chuyện gì không? Hàn Lập nghi ngờ hỏi, cũng không phải đại sự gì, chỉ dặn dò ngươi một tiếng, thời gian tới tận lực không dùng lệnh bài trưởng lão hỏa diệp tông tiến vào tụ côn nội thành. Nhiệt hỏa tiên tôn do dự một chút, nói như thế. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Lập nao nao, hỏi, 200 năm gần đây bên trong tụ côn thành không được yên ổn, Hắc Sơn Tiên Cung lại điều tra gấp thân phận những người vào thành, sợ ngươi dùng lại rước lấy phiền phức. Nhiệt hỏa tiên tôn thở dài, nói, sao vậy, trong thành xảy ra chuyện lớn gì hà, Hàn Lập vô thức nghĩ đến chuyện phát sinh sau buổi đấu giá lần trước, cho rằng còn có chuyện gì tiếp diễn phía sau, vội vàng hỏi. Một lời khó nói hết, hôm nay vừa vặn mọi người đến tụ họp, người đã xuất quan, hay đi cùng ta, đến lúc đó lại nói. Nhiệt hỏa tiên tôn vốn nhíu mày, tiếp theo lại nhoẻn miệng cười, nói. Được, Hàn Lập đành phải tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, gật đầu nói. Hai người biến thành độn quang cùng đi rất nhanh liền đến một chỗ cốc sâu rộng rãi trên vách núi. Thâm cốc nằm bên phải một vách núi đá nhô lên mấy chục trượng, phía trên xây một cái đình hình bát giác, cũng bị tuyết động bao phủ, phía trên động lại một lớp tuyết dày đặc. Trong đình đặt một cái bàn đá, bên trong đã có ba thân ảnh đang ngồi quanh bàn, chính là Ngô Tử Kỳ, Mạc Vô Tuyết cùng Đoạn Giữ Tai, nhìn thấy hai người Hàn Lập đến, nhao nhao đứng dậy đón chào. Chào nhau xong, Đoạn Giữ Tai nhìn về phía Hàn Lập, hỏi: "Lệ đạo hữu, xuất quan lúc nào?" hôm nay vừa mới xuất quan, ngược lại trùng hợp thời điểm mọi người tụ họp. Hàn Lập vừa cười vừa nói, lúc trước nghe cảnh Dương Đạo Hữu nói, Ngô Tử Kỳ còn chưa nói hết lời, bỗng nhiên bị Mạc Vô Tuyết kéo kéo ống tay áo, ngừng lại, gã hơi sướng sờ nhưng lập tức tỉnh ngộ, biết mình lỡ lời, trên mặt lộ ra vẻ ái náy. Không sao, chuyện này cũng không có gì ngại không thể nói. Lúc trước ta luyện chế đan dược, xác thực không đạt tới hiệu quả lý tưởng, ngày sau vẫn phải thay đổi kế hoạch. Hàn Lập cười lớn, tỏ vẻ không vấn đề nói tính cách lệ đạo hiếu không giống thường nhân ngược lại là ta suy nghĩ nhiều mạc vô tuyết hơi hạ thấp người mỉm cười nói mạc tiên tử tâm tư cẩn thận vì ta cân nhắc là ta phải cảm ơn mới đúng a à, sao lại không thấy cảnh dương đạo hiếu hàn lập thi lễ lại nói cảnh dương đạo hiếu đã hơn trăm năm chưa trở về cốc lúc trước chỉ nói là có một số việc phải xử lý ngô tử kỳ nói như thế hàn lập suy đoán hơn phân nửa là bách tạo sơn có sự vụ phải xử lý cũng không có tiếp tục nói về việc này ngược lại nói ra vậy coi như là hắn không có phúc khí hôm nay ta vừa vặn có chút rượu ngon hồng tang tử chúng ta uống mấy chén đi vừa nghe xong ánh mắt những người còn lại nhao nhao sáng lên mặt tươi cười mấy người ngồi xuống lần nữa hàn lập lấy vỏ rượu châm mấy chén rượu cho mọi người ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngô tử kỳ thấy gã hôm nay vậy mà lần đầu tiên không có đánh đàn đoạn giữ tai cũng không có dọn ra bàn cờ lông mày không khỏi nhíu lên đúng rồi lúc trước nhiệt hỏa đạo hữu người mới nói một nửa bây giờ có thể nói rõ một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì hàn lập nhìn về phía nhiệt hỏa tiên tôn mở miệng hỏi lệ đạo hữu hẳn là cũng phát hiện gần đây trong giã hạc cốc có thêm rất nhiều khách mới nhiệt hỏa tiên tôn bưng chén rượu lên đưa tới miệng lại không có uống mở miệng nói ra lúc trước trên đường tới đây ta có gặp một nam tử trẻ tuổi khoác áo đỏ tay cầm một cái ô giấy dầu hẳn là người mới các ngươi nói a à. hàn lập gật gật đầu hỏi tên kia tên là Phong Khánh Nguyên, chỉ là một trong các khách mới trong cốc mà thôi, giống như hắn có đến gần 200 người, nội trong tất cả sơn cốc nhàn Vân Sơn đã có 5-60 người rồi. Đoạn giữ tai mở miệng nói ra, nhiều như vậy, Hàn Lập kinh ngạc hỏi, nhàn Vân Sơn lui tới tự nhiên, nhưng dựa theo tình hình lúc trước, trong 200 năm, toàn bộ nhàn Vân Sơn nhiều nhất cũng chỉ không đến 10 tu sĩ từ bên ngoài tới mà thôi, thậm chí có thời điểm chỉ có một hai người. Rốt cuộc người nhìn thấu tiền đồ, tu tâm dưỡng tính thật sự không nhiều lắm, cho nên tình huống bây giờ quả thật có chút khác thường. Nếu chỉ người mới nhiều hơn một chút cũng không sao, mọi người tuân thủ quy củ nơi này, ai cũng không muốn quấy nhiễu. Thế nhưng những năm gần đây trong sơn xảy ra quái sự liên tục, người ở các sơn cốc lần lượt mất tích. Mạc Vô Tuyết tiếp lời, nói: "Tháng trước, đôi đạo lữ tu sĩ gần Hoa Nguyệt Cốc, trong vòng một đêm động phủ bị hủy, đồng thời bốc hơi khỏi nhân gian." Ngô Tử Kỳ bổ sung, "Hàn Lập cũng đã có duyên gặp qua đôi đạo lữ kia một lần." cũng biết bọn họ là một đôi tu sĩ chân tiên sơ kỳ, xưa nay trước mặt người khác đều hiền hòa, liền mở miệng hỏi. Người mất tích có đặc thù gì không? Từ tu sĩ có tu vi cao thâm như kim tiên, đến cảnh giới thấp hóa thần kỳ, rồi nữ tu sinh đẹp dung nhan khuynh thành, đến lão tẩu tuổi già sức yếu trên 80. Tựa hồ cũng không có đặc thù gì, ngô tử kỳ suy nghĩ một chút, đáp, không có người đến điều tra à, hàn lập hơi nhíu mày, hỏi, cha thế nào, trong Nhàn Vân Sơn đều là những người nhàn vân giã hạc không hỏi thế sự, cũng không kéo bè kết phái, căn bản không có tổ chức thống nhất, ai đến điều tra. Ngay cả có, cũng đều tự điều tra sau lưng. Hơn nữa những người mất tích này, nam nữ già trẻ đều có, bối cảnh thân phận đều không rõ, cho nên cũng vô pháp phán đoán giữa họ có liên quan với nhau hay không. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lắc đầu, cười khổ một tiếng nói. Đúng vậy a, à, ai biết những người này có phải rời sơn cốc hay không. Bất quá nếu có người rời đi, cũng sẽ thông báo hảo hữu trong cốc một tiếng, chứ vô thanh vô tức, lại rời đi với số lượng lớn, quá khứ còn chưa phát sinh qua. Ngô Tử Kỳ nói tiếp, mươi 635, xảy ra chuyện, điều duy nhất có thể suy đoán, việc này không thoát khỏi quan hệ với những người mới gia nhập trong vòng 200 năm nay. Dù sao qua nhiều năm như vậy, trong cốc vẫn một mực thái bình. Ánh mắt đoạn giữ tai hơi trầm xuống, nói ra, đã hoài nghi như vậy, phải có người đi điều tra thân phận lai lịch bọn hắn chứ. Hàn lập hơi nhíu mày, hỏi biểu hiện bên ngoài của những người này đều rất bình thường tăng thêm quy củ trong cốc mới đầu tất nhiên là không có ai hỏi đến nhưng cho đến ngày nay sự tình càng khó đoán tự nhiên có người bắt đầu âm thầm điều tra kết quả điều tra đưa ra càng ngày càng loạn thế cho nên lưu truyền rất nhiều lời đồn kỳ lạ cổ quái Ngô tử kỳ thở dài nói ra a à, tin đồn gì hàn lập nghi ngờ hỏi có tin đồn là ma tộc tiềm nhập vào sơn cốc ăn thịt người tin đồn khác là do tà tu khát máu quấy phá còn có người nói là tiên cung muốn diệt trừ mảnh thế lực này nên phải ám điệp trở lại phá hư an bình trong cốc, thậm chí còn có tin đồn nói là có quan hệ với ngân hồ án lúc trước xuất hiện ở tụ côn thành, nói là tên siêu trộm vì trốn không thoát hắc sơn tiên vực nên trốn trong nhàn vân sơn. Ngô Tử Kỳ nói ra, tóm lại có rất nhiều tin đồn làm lòng người hoang mang. Đoạn giữ tai lắc đầu nói ra, theo ta thấy, những tin đồn chó má này căn bản không có căn cứ, ngược lại giống như có người cố ý bày ra mê hồn trận, cố ý quấy nhiễu mọi người. Nhiệt hỏa tiên tôn uống một chén rượu, chậm rãi nói ra. Hàn lập nghe vậy, ý niệm trong đầu chuyển động. Nếu những sự kiện ly kỳ này có quan hệ đến ngân hồ án thì có thể là do người Hắc Sơn tiên cung tung ra, nhằm thâm nhập vào trong nhàn vân sơn này. Chỉ sợ sau này nơi đây sẽ không còn yên tĩnh nữa. Nhàn vân sơn này vốn là địa phương không có tông môn cường đại hoặc tiên cung quản thúc, được rất nhiều tán tu không rõ lai lịch tụ tập. Lúc trước là vì vị tiền bối tán tu kia ngang trời xuất thế, uy lực chấn nhiếp toàn bộ, mới trở thành thế ngoại đào nguyên kéo dài đến nay nhưng hôm nay hỗn loạn một mảnh cũng không có người chấn áp chỉ sợ mạc vô tuyết thở dài một tiếng nói ra nàng còn chưa dứt lời mọi người đều hiểu ý tứ lo lắng che giấu phía sau trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ chỉ nghe thanh âm chén rượu đặt xuống bàn bầu không khí có chút áp lực trời sập xuống cũng có ông trời ở phía trên chống đỡ cần gì lo lắng trời đất bao la cũng không phải chỉ có một nhàn vân sơn giã hạc cốc này chúng ta nếu có tâm và thời gian an nhàn ở đâu mà không được lúc này nhiệt hỏa tiên tôn bỗng nhiên trùng trùng điệp điệp đặt chén rượu xuống cao giọng nói ra nhiệt hỏa đạo hữu nói lời ấy sai rồi chúng ta ngược lại có thể vung tay rời đi ngao du trời đất bao la Người thân là đại trưởng lão hỏa diệp tông chỉ sợ không dễ tiêu sái như ngươi nói a à. hàn lập nghe vậy cười cười trêu chọc này biết thì cũng không nên phá, đạo lý này lệ đạo hữu cũng phải hào hào học một chút ha. Nhiệt hỏa tiên tôn oán trách nước nhìn Hàn Lập, bất đắc dĩ nói ra. Mấy người còn lại thấy thế, nhịn không được mỉm cười, bầu không khí áp lực thoáng giảm bớt một chút. Mọi người uống rượu ngon, lại nói nhăng nói cuội chuyện phiếm hết nửa ngày, mới tự mình cáo từ rời đi. Hàn Lập tự nhiên cũng rời đi nhưng không quên sự tình người trong cốc mất tích, nhưng nhìn ra được, những người nhàn vân giã hạc kia mặc dù bề ngoài khôi phục vẻ mây trôi nước chảy, không chú ý tới sự tình lúc trước kỳ thực lo lắng trong nội tâm cũng không giảm bớt bao nhiêu hàn lập và nhiệt hỏa tiên tôn cùng nhau rời khỏi lúc sắp chia tay gã lại dặn dò hắn lần nữa tận lực không dùng thân phận ngoại môn trưởng lão hỏa diệp tông làm việc ngược lại sẽ tăng thêm phiền toái về phần cụ thể vì sao gã vẫn như trước không có nói rõ hàn lập cũng không có hỏi tới trở lại động phủ hàn lập mở ra động thiên hoa chi kiểm tra một chút tình huống linh dược cùng đạo binh sau đó vào trong mật thất bế quan tiếp tục tham mộ tu luyện chân ngôn hóa luân kinh cùng với mấy bộ công pháp thời gian. Nhưng mà, vẻn vẹn mới qua hơn nửa năm, trong giã hạc cốc đã xảy ra chuyện. Sáng sớm một ngày này, Hàn Lập đang định đi vào linh dược viên, dùng lục dịch đổ vào một ít đạo binh, kết quả là phát hiện đoạn giữ tai đột nhiên đến, đã đứng ngoài cửa động phủ. Hắn đành phải chỉnh đốn một chút, mở ra đại mộn động phủ, đi ra đón khách. Kết quả khi hắn nhìn thấy thần sắc đoạn giữ tai, tất cả câu nói hàn huyên khách sáo đều nuốt vào bụng, vội vàng hỏi làm sao vậy vì sao thần sắc lo lắng như thế đã xảy ra chuyện gì ngu tử kỳ bị tập kích trọng thương gần chết lệ đạo hữu nhanh tới cứu hắn đoạn giữ tai trao mày không có bất kỳ ngôn ngữ dư thừa nào rất nhanh nói ra hắn ở nơi nào hàn lập nhướng mày hỏi vội thanh phong nhai đoạn giữ tai lập tức nói hàn lập nghe vậy trên người lóe lên độn quang thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ không thấy nữa đoạn giữ tai thấy thế thoáng sửng sốt thân hình cũng lập tức hóa thành một đạo độn quang đuổi theo. Hầu như sau mấy hơi thở, trên thanh phong nhai lóe lên ánh sáng màu xanh, thân ảnh hàn lập từ trong lóe lên hiện ra. Hắn đưa mắt nhìn qua, liền thấy bên vách núi có một mảng lớn tuyết động bị dính máu đỏ thấm, vết máu đã đông kết thành một mảnh băng tinh huyết sắc có chút không sạch sẽ. Trung tâm băng tinh có một nam tử trẻ tuổi đang nằm, toàn thân trường bào màu trắng đã ướt sũng máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hai mắt trợn tròn, không nhìn thấy bất luận thần thái gì, thình lình đúng là ngô tử kỳ. Bên cạnh gã, sắc mặt mạc vô tuyết đồng dạng trắng bệch, đang ngồi đó, ngân sắc hoa quang trong hai tay phun ra, hóa thành một màn sáng ngân sắc, bao thân thể của gã vào trong, không ngừng quán thâu tiên linh lực cho gã. Lệ đạo hiểu, thấy hàn lập chạy đến, trên khuôn mặt tái nhợt mạc vô tuyết lộ ra một tia chờ mong, nói ra. Hàn lập gật đầu nhẹ với nàng, bước nhanh tới phía trước, một tay đưa vào trong màn sáng ngân bạch cầm chặt tay ngô tử kỳ, hai mắt đồng thời lóe lên tử quang, đồng tử lập tức hóa thành tử tinh, dò xét người gã. Vừa nhìn qua, tình huống quanh thân ngô tử kỳ lập tức xuất hiện trước mắt hắn rõ ràng vô cùng. Sau một lát, lông mày hắn nhíu chặt lại, thần sắc cũng trở nên càng ngày càng ngưng trọng, đến cuối cùng trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ. Mạc vô tuyết thấy bộ dạng hắn, trong lòng biết không ổn, sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Đừng lo lắng, còn cứu được, hàn lập không nhìn nàng, mở miệng nói một câu, chẳng qua một câu này, khiến cho tim mạc vô tuyết đập mạnh một cái, tiếp theo khóe mắt hơi ẩm ướt, ánh mắt nhìn về phía ngu tử kỳ, tình ý không thể nào che giấu. Đoạn giữ tai đã sớm trở về, vẫn đứng phía xa hơn một chút, nghe được câu này mới vội vàng đi tới. Hàn lập thu hồi cửu u ma đồng, lông mày vẫn nhíu chặt như trước, đảo tay lấy ra một quả đan dược trong suốt như ngọc, nắm cầm ngu tử kỳ, cạnh miệng gã ra, thả vào. Ngu tử kỳ không có nửa điểm phản ứng, đan dược cũng không thể nào nuốt xuống. Hàn lập liền đưa tay điểm vào cổ gã, dẫn đan dược xuống thực quản, đưa vào trong bụng. Ngay sau đó, một tầng bạch sắc quang mang từ trong bụng gã phát sáng lên, tiếp theo chảy ra trăm mạch tứ chi. Mạc vô tuyết nghe được từng đợt thanh âm rắc rắc rất nhỏ từ các nơi trong cơ thể ngu tử kỳ truyền ra, trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn về phía hàn lập. Đây là thanh âm xương gãy trùng sinh, phá đi xây lại. Các ngươi cũng nhìn thấy, cốt cách gân mạch toàn thân hắn hầu như đoạn tuyệt hoàn toàn, thần hồn cũng bị cưỡng ép siêu hồn trở nên tàn phá không chịu nổi, cả người giống như căn phòng bị phá hở tứ phía căn bản không chịu được bất luận cường lực nào hàn lập trầm giọng giải thích vì vậy chúng ta mới không dám tự tiện di chuyển hắn tới động phủ ngươi mà mời ngươi tới đây đoạn giữ tay gật đầu nói ta cho hắn phục dụng bất quá là một quả đoạn tục đan cấp chân tiên chẳng qua là giúp hắn trước bổ cứu cốt cách gân mạch các vị trí tổn hại về sau mới có thể tiến thêm một bước điều trị thương thế hôm nay xem ra cái mạng này đã được cứu hàn lập thở dài nói tiếp Nghe Hàn Lập nói lời ấy, hai người mạc vô tuyết đều thở dài một hơi, chẳng qua là thần sắc lo lắng trên hai đầu lông mày cũng không có giảm đi bao nhiêu. Đợi đến lúc những thanh âm lạ rác rác biến mất toàn bộ, Hàn Lập đào tay một cái, trong lòng bàn tay nhiều ra một bình xứ bạch ngọc, bên trong chứa hơn phân nửa chất lỏng màu tím nhạt. Loại chất lỏng này là hắn sử dụng dịch thể đàn hồn hoa chế biến ra một loại linh dịch dưỡng hồn, năm đó lúc hắn luyện chế địa trích hóa thân, phát hiện vật ấy có tác dụng khôi phục tổn thương thần hồn không nhỏ, về sau liền nghĩ biện pháp luyện chế ra một ít. Chẳng qua về sau tu vi triệt để khôi phục, thần hồn cũng bởi vì quan hệ luyện thần thuật nên càng cường đại, không có cơ hội sử dụng, hôm nay ngược lại phát huy công dụng. Hắn mở nắp bình ra, rót vào trong miệng Ngô Tử Kỳ một giọt, một mùi thơm kỳ dị lan ra. Sau đó, Hàn Lập dùng bàn tay khẽ vuốt hai mắt Ngô Tử Kỳ, khép hai mắt của gã lại. Cuối cùng là người nào lại thù hận đánh hắn trọng thương như thế. Ánh mắt mạc vô tuyết đảo qua gò má tái nhợt của Ngô Tử Kỳ lúc này đã khôi phục thần sắc như trước, mở miệng nói ra. Chưa chắc là có thù hận gì, cũng có khả năng. Là muốn moi tin tức gì từ hắn, Hàn Lập lắc đầu, nói ra. Xem ra, đối phương đã đắc thủ rồi. Đoạn giữ tay cúi đầu nhìn về phía ngô tử kỳ, trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng, mở miệng nói ra. Từ tình huống tổn thương thần hồn của ngu đạo hiếu, hơn phân nửa là tại thời điểm đối phương cưỡng ép siêu hồn, xúc động cấm chế thần hồn gì đó, tự nổ thức hải, người nọ có lẽ không thể thực hiện được bất quá cũng chính vì vậy hắn mới thẹn quá hóa giận sử dụng tù khí cắt ngang từng tấc xương cốt toàn thân ngu đạo hữu ném tại thanh phong nhai này chờ chết sắc mặt hàn lập ngưng trọng phân tích mạc vô tuyết nghe vậy ánh mắt khẽ run lên ngón tay trong tay áo nổi lên gân xanh gắt gao nắm chặt lại hàn lập chợt nhớ tới một chuyện vội vàng cúi người nâng lên một trường đè xuống nghi tâm ngu tử kỳ trong lòng bàn tay hắn nhộn nhạo lên từng tầng chấn động vô hình lần nữa tra xét rõ ràng quả là thế Hàn Lập thu hồi bàn tay, chậm rãi nói ra, làm sao vậy, lệ đạo hiếu. Mạc vô tuyết vội vàng hỏi, dụng tâm người này thật sự ác độc, hắn đã hạ cấm chế lên nguyên anh ngu đạo hiếu, làm nguyên anh không thể thoát khỏi thân thể. Một khi sinh cơ thân thể đoạn tuyệt, thần hồn triệt để tiêu tán, nguyên anh cũng sẽ tự động tiêu thất, ngay cả cơ hội chạy thoát đoạt xá cũng không có. Bất quá cũng may, người kịp thời phong bế thức hải hắn, đồng thời không ngừng quán thâu tiên linh lực, bảo vệ nhục thể, mới cho ta tranh thủ một đường cơ hội cứu hắn. Hàn Lập nhìn về phía Mạc Vô Tuyết, nói ra: "Mạc Vô Tuyết nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói ra: "Phong Bế Thức Hải. Ta chỉ biết quán thâu tiên linh lực cho hắn, căn bản không biết Phong Bế Thức Hải hắn." Hàn Lập nghe xong, rời ánh mắt nhìn sang đoạn giữ tai mang theo ý hỏi thăm. Chương 636: Dung hợp kiếm. "Không phải ta, người phát hiện ngu đạo hữu đầu tiên là Mạc tiên tử, nàng lo lắng ngươi đang bế quan, liền đưa tin cho ta. Về sau ta mới đi tìm ngươi." đoạn giữ tai lắc đầu, nói, những ngày này trong cốc không yên ổn, ta vốn định tính tỏa khô thiền một thời gian, nhưng không cách nào tính tâm được, vì vậy buổi sáng đi tới thanh phong nhai, kết quả là thấy hắn nằm trong băng tuyết, khí tức trên thân cơ hồ đã mất, thiếu chút nữa là hắn đã bỏ mình. Mạc vô tuyết thở dài một hơi nói, hàn lập sau khi nghe xong, không nói gì thêm nữa. Hắn giơ bàn tay lên hạ xuống mi tâm ngu tử kỳ lại dò xét một lượt, sau đó đứng dậy đến bên thanh phong nhai nhìn xuống phía dưới một chút, trong lòng càng thêm nghi ngờ, cuối cùng là ai giúp gã phong tỏa thức hải. Lệ đạo hiếu, hắn hiện tại thế nào? Mạc vô tuyết thấy thế, mở miệng hỏi, nhục thân và thần hồn hắn tạm thời vững chắc, nhưng cũng không chính thức thoát khỏi nguy hiểm, trước đưa hắn trở lại động phủ ta. Về sau còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian rất dài, mới cứu hắn trở về được. Hàn lập trầm ngâm nói, làm phiền lệ đạo hiếu, mạc vô tuyết thấy thế, thi lễ với hàn lập, nói. Hàn lập thấy thế, sững sờ, ánh mắt dao động nhìn qua lại mạc vô tuyết cùng ngu tử kỳ, lúc này thầm nghĩ, ngu đạo hữu ơi ngu đạo hữu. Người thế này có tính là nhân họa đắc phúc không? Thu liếm tâm tình một chút, hàn lập phung tay áo lên, một mảnh thanh quang nâng thân ngu tử kỳ lên, nổi lơ lửng, cùng phi độn với hắn trở lại động phủ. Hơn nửa tháng sau, cảnh dương thượng nhân vừa mới trở về cốc, cùng bọn người nhiệt hỏa tiên tôn nhận được hàn lập đưa tin, lần lượt đi đến. Ngày sau đoạn giữ tai và mạc vô tuyết cũng đến, mấy người tề tụ trong động phủ Hàn Lập. Giải đạo nhân giống với ma quang, được Hàn Lập thu vào trong động thiên hoa chi, trong động phủ chỉ để lại một ít khôi lỗi và đạo binh, ngu tử kỳ thì được an bài trong phòng ma quang lúc trước. Trải qua đoạn thời gian này điều dưỡng, khí thức trên người gã đã ổn định một chút, nhưng tổn thương thần hồn vẫn nghiêm trọng như cũ, không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Nhiệt hỏa tiên tôn cùng cảnh dương thượng nhân tra xét một chút, hai người vốn luôn ưa thích đấu võ mồm, nay lại không tranh chấp hiếm thấy, nhất trí muốn tìm ra kẻ xuất thủ với Ngô tử kỳ, đánh cho thân hình câu diệt. Trước kia ta đã từng nói với các ngươi, trước mắt thời cuộc dung chuyển, nhàn vân sơn sẽ càng không an ổn, chỉ không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy. Cảnh dương thượng nhân uống một hớp rượu, thở dài một tiếng nói ra. Cảnh dương đạo hiếu, có phải ngươi đạt được một ít tin tức từ chỗ nào mà chúng ta không biết không? Mạc vô tuyết nhíu mày hỏi, không phải là tin tức bí ẩn gì, chỉ cần tốn chút ít tiên nguyên thạch là có thể mua được ở tụ côn thành rồi cảnh dương thượng nhân lắc đầu nói đã như vậy trước ngươi tạm nói một chút xem chúng ta cũng đã lâu không có đi qua tụ côn thành rồi hàn lập liếc gã một cái nói đúng vậy a à, lúc này ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu nhiệt hòa tiên tôn cũng nói kỳ thật cũng không có gì đặc biệt sự tình ngân hồ quái khách đại náo tụ côn thành lần trước các ngươi đều biết a à. sau đó còn xảy ra một số chuyện vị đại cung chủ hắc sơn tiên cung mượn cớ tên kia có thể trốn vào nhàn vân sơn liên hợp giám sát tiên sứ trấn giữ tụ côn thành cùng nhau tạo áp lực với quy củ vị tán tu năm đó lập ra tại nhàn vân sơn bắt phải đồng ý cho tu sĩ tiên cung lẫn vào tất cả các gốc nhàn vân sơn để điều tra cảnh dương thượng nhân lại mở bình rượu mở miệng nói ra ngươi nói là kẻ xuất thủ với ngu đạo hiếu có thể là người hắc sơn tiên cung nhiệt hòa tiên tôn nhướng mày hỏi ta cũng không có nói như vậy ta chỉ nói là có người hắc sơn tiên cung lẫn vào nhàn vân sơn quấy vũng nước đục này lên trên thực tế trong nhàn vân sơn người dịch bào hội trà trộn vào cũng nhiều hai phe này đều không phải là đèn cạn dầu cảnh dương thượng nhân khoát tay áo nói người luân hồi điện trà trộn vào nơi này cũng không phải sự tình ngày một ngày hai trước kia không phải đều gió êm sóng lặng sao theo ta thấy hay là người tiên cung làm to chuyện lên đoạn giữ tai lắc đầu nói dịch bào hội cùng thập phương lâu còn có vô thường minh đều là thế lực cấp dưới luân hồi điện đồng dạng phân bố cực rộng ở bên trong tiên vực chẳng lẽ ngô đạo hữu là người luân hồi điện hàn lập bỗng nhiên mở miệng hỏi nhiệt hòa tiên tôn và đoạn giữ tay nghe vậy vốn nhìn cảnh dương thượng nhân xong lại quay sang nhìn về phía mạc vô tuyết hai người này một người có quan hệ thân thiết với ngô tử kỳ một người là ngô tử kỳ ngưỡng mộ trong lòng cả hai đều lắc đầu biểu thị không biết bây giờ đoán tới đoán lui cũng không có tác dụng gì chờ ngô đạo hữu tỉnh lại sau đó hỏi hắn rồi hắn nói sau mạc vô tuyết nói như thế bất kể thế nào sau này các vị đạo hiếu làm việc trong cốc, cần phải chú ý thêm. Cảnh dương thượng nhân nâng hồ lô rượu lên, đưa đến bên miệng lại không uống, mở miệng nói ra. Sau đó đám người tản đi, đáy lòng hàn lập càng cảm giác có chút bất an, cảm thấy nơi đây đã không còn thích hợp cư trú nữa. Bất quá, nếu thời điểm này tùy tiện rời khỏi giã hạc cốc, chỉ sợ sẽ làm người tiên cung chú ý tới, đến lúc đó có thể phiền toái hơn, không bằng lưu lại đây một đoạn thời gian nữa, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hơn nữa Ngô tử kỳ chưa khỏi bệnh, còn cần hắn trị liệu trong thời gian dài. Tự cân nhắc một lát, hắn bắt đầu chuẩn bị tất cả đồ vật bày trận, trước bắt tay vào giải trừ cấm chế nguyên anh của Ngô Tử Kỳ. Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn 5 năm, sáng sớm một ngày này, Hàn Lập tính tọa trong mật thất, tay cầm trường thiên bình, cổ tay kia xoay chuyển, lấy hồ lô xanh biết ra. Hắn mở nắp trường thiên bình ra, nghiêng bình nhỏ một giọt lục dịch vào miệng hồ lô. Những năm gần đây, vết đứt được lục dịch thúc dục, khu vực màu sắc ảm đạm nơi miệng hồ lô đã dần dần biến mất, màu sắc đã giống với các khu vực khác trên hồ lô, cơ hồ không có bất kỳ khác biệt nào, nhưng Hàn Lập vẫn cảm thấy còn chênh lệch một chút nữa mới hoàn toàn chín muồi. Keng một tiếng vang nhỏ, miệng hồ lô phát ra một âm thanh êm tai, giọt lục dịch rơi vào trên đó không có vẩy ra chút nào, đều bị hồ lô hấp thu. Ngay sau đó, phía trên hồ lô màu xanh lục đại thịnh quang mang xanh biếc, vô cùng sáng tỏ, vô số phù văn xanh biếc lấp lé quanh thân, thoạt nhìn tựa như nước sôi nhảy lên kịch liệt một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại khó nói lên lời bỗng nhiên nổi lên, khuếch tán ra bốn phía. Chính vào lúc này, ba một tiếng vang nhỏ từ miệng hồ lô truyền đến. Hàn lập kinh ngạc phát hiện, hồ lô xanh biết không có người điều khiển, vậy mà tự động mở ra. Cái này là, hoàn toàn thành thục, mắt hàn lập sáng lên, tự lẩm bẩm. Hắn vừa dứt lời, trong miệng hồ lô xanh biết dâng lên một đạo quang mang u lục, hóa thành một mảnh hỏa diễm u lục, bao vây lấy hồ lô lơ lửng giữa không chung, dường như tự động cháy lên để tẩy dừa. Mấy chục giây sau, ngọn lửa kia bỗng nhiên co vào thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, mà bên ngoài thân hồ lô lại rực rỡ hẳn lên, toàn thân xanh biếc giống như phỉ thúy, mặt ngoài phản xạ ánh sáng óng ánh, có một loại cảm giác ôn nhuận, thoải mái dễ chịu. Hàn Lập thấy thế, trong lòng vui mừng, đang muốn xem xét cẩn thận, bỗng nhiên lông mày chợt nhíu một cái, cảm giác trên cánh tay đột một truyền đến một cảm giác nóng rát như bị phỏng. Hắn vội vàng tháo ống tay áo ra, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên cánh tay có một dấu kiếm màu xanh nhạt như có như không thình lình chính là huyền thiên trảm linh kiếm đã sớm biến mất nhiều năm ngay sau đó hắn cảm thấy huyết dịch trên cánh tay chảy tới dấu vết kia một tầng huyết quang bỗng nhiên tràn ngập trên đó khiến cho dấu vết màu xanh nhạt vốn mơ hồ đột nhiên dần dần trở nên rõ ràng chẳng lẽ trảm linh kiếm muốn phục sinh một lần nữa trong lòng hàn lập giật mình cảm giác kinh hỉ tuy huyền thiên trảm linh kiếm là đồ vật hạ giới nhưng là huyền thiên chi bảo ẩn chứa lực lượng pháp tắc giới diện cho dù ở chân tiên giới cũng có thể xưng là một kiện tiên khí tiên tiên hiếm có, trong đó chứa không ít điều huyền diệu mà hắn chưa kịp phát hiện ra. Còn không đợi hắn mừng rỡ xong, trên cánh tay hắn liền truyền đến một vết cháy liệt hỏa đau đớn bén nhọn, dấu vết lục sắc kia bỗng nhiên hóa thành một tia sáng màu xanh đậm đâm ra làn da hắn, bay thẳng đến miệng hồ lô, trong nháy mắt chui vào trong đó. Hàn lập giật mình, bất chấp đau đớn kịch liệt trên cánh tay, lập tức nắm hồ lô dán lên mi tâm, thần thức tiến vào bên trong không gian xanh biếc chỉ thấy không gian bên trong tràn ngập hào quang xanh biếc, một vòng xoáy cự đại màu xanh lục vẫn ung dung xoay tròn như cũ, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm trôi nổi nhẹ nhàng trong đó, quanh thân tản mát ra thanh sắc quang mang nhẹ nhàng như nước, mỗi một chuôi kiếm quang đều trầm tính. Ánh mắt Hàn Lập kiểm tra bên trong một vòng, nhưng lại không phát hiện tung tích Huyền Thiên Trảm Linh kiếm, tâm thần liền trầm xuống, bước vào trong không gian tầng thứ hai của hồ lô xanh biếc. Tiến vào không gian tầng thứ hai, Hàn Lập lập tức cảm thấy hoa mắt một trận, chỉ thấy trước mắt có từng trận lục quang không ngừng lấp lóe. Hắn ngưng thần nhìn lại, liền thấy viên cầu màu xanh lá lúc trước vẫn yên lặng lơ lửng trong đó, đang chấp sáng, từ đó có từng vòng sáng lóng lánh màu xanh lá không ngừng tản mát ra trận trận chấn động kỳ dị. Một đường vân hình kiếm lục sắc thình lình xuất hiện ở phía trên viên cầu kia, chính là ấn ký huyền thiên trảm linh kiếm. Khi hắn tính dùng thần niệm tiếp xúc, một tia sáng màu xanh sẫm lập tức từ trong ấn ký kiếm mang bắn ra, ở trong hư không nổ vỡ ra, chấn vỡ thần niệm mà hắn đang tập trung dò xét. Trong miệng hàn lập kêu lên một tiếng buồn bực, hai mắt bỗng nhiên mở ra, miệng lớn thở hồn hền. Hắn cảm thấy trong thức hải có tiếng sấm rền rĩ, trong đầu đau đớn kịch liệt, vội vàng nhắm mắt điều tức, sau một hồi lâu thần sắc mới từ từ khôi phục bình thường. Mặc dù không biết tại sao lại như vậy, nhưng xem ra nó đã hòa cùng một thể với hô lô rồi. Sau nửa ngày, hắn xoa xoa mi tâm có chút đau nhức, tự lẩm bẩm Huyền Thiên Trảm Linh kiếm này cũng không thực sự trọng sinh, mà lực lượng hủy diệt pháp tác lưu lại trong đó tựa hồ bị hồ lô xanh biếc hấp dẫn vào, vậy mà dung nhập vào trong đó, coi như là dùng đúng tác dụng rồi. Chỉ là không biết sau chuỗi biến hóa này, hồ lô Huyền Thiên thành thục sẽ có uy năng gì.